Chào các đồng chí và các bạn. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cụm thi đua số 1 khối an ninh nhân dân tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2018. Làm rõ lái xe ủi cán bộ công an trên đường phố. Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi. Cuối chuyên mục là phóng sự hệ lụy từ tín dụng đen. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sáng ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc kiểm tra chéo kết quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Năm 2018, bám sát khẩu hiệu hành động, chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo, giải quyết, xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cũng trong năm 2018, Công an Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra thực tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thống nhất với những kết quả mà Công an Lâm Đồng đã đạt được trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2018 và đề nghị lên cụm thi đua số 6 Bộ Công an xét công nhận danh hiệu thi đua cho Công an Lâm Đồng. Chiều ngày 23 tháng 10, cụm thi đua số 1 khối an ninh nhân dân Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2018, thực hiện khẩu hiệu chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả do Bộ Công an phát động. Năm 2018, các đơn vị khối an ninh nhân dân đã triển khai phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục tổ chức học tập và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường phát hiện và phòng chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp đảm bảo an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm trên địa bàn. Với thành tích trong công tác năm 2018, các đơn vị khối an ninh nhân dân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 bằng khen, 103 lượt tập thể cá nhân được các cấp tặng giấy khen. Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị đã thảo luận và đề nghị Hội đồng thi đua Công an tỉnh công nhận danh hiệu thi đua cho các đơn vị có thành tích nổi bật. Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tham gia hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2018 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ Hội Phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở. Hội thi là hoạt động thiết thực có ý nghĩa góp phần tích cực vào việc tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để cán bộ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hội tại cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội, thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động đồng đều giữa các tổ chức cơ sở hội trong tỉnh. Nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Tình huống giả định là sự cố xảy ra khi tia lửa hàn xì rơi xuống vách ngăn tường dẫn đến cháy kho bảo quản tại tầng 3. Do tài sản trong kho là các vật liệu dễ cháy nên khi có cháy xảy ra, hệ thống điện bị chập, gây mất điện toàn bộ khu vực. Đám cháy lan ra toàn bộ tầng 3 và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác. Khi sự cố xảy ra, lực lượng chữa cháy cơ sở lập tức báo động, thao tác các kỹ năng phòng cháy chữa cháy như cúp cầu giao điện, tổ chức di tán công nhân, chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mặt khác, nhanh chóng điện báo cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh và tập trung dập tắt đám cháy. Kết thúc buổi thực tập, hai cơ quan đã đánh giá toàn bộ công việc phối hợp trong chỉ huy và tổ chức chữa cháy giữa hai lực lượng, từ đó rút ra những hạn chế nhằm đưa ra giải pháp hiệu quả nhất trong việc phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với đại lý ủy nhiệm Honda Ngọc Huệ 3 tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ với chủ đề An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai
tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đống Đa, thành phố Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, Công an thành phố đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó, có 55 học sinh bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện mô tô có dung tích trên 50cm khối khi chưa có giấy phép lái xe. Thông tin về luật giao thông đường bộ quy định xử phạt các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, thực hành qua mô hình về kỹ năng điều khiển mô tô an toàn và việc điều chỉnh biển tên đường, biển báo giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Hoạt động tuyên truyền này đã giúp cho học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa có thêm cơ hội bổ sung kiến thức, kỹ năng cũng như ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu số vụ cũng như thiệt hại do tai nạn giao thông, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và an toàn. Ngày 23 tháng 10, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đang điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm truy sát nhau trên địa bàn. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, lúc 20 giờ 36 phút ngày 17 tháng 10, khi nhóm của các anh Lê Ngọc Thông 17 tuổi trú tại xã Lộc Đức và Huỳnh Dầu Tài 25 tuổi trú tại xã Lộc An cùng ở huyện Bảo Lâm đang ngồi uống rượu tại một quán nhậu ở thôn 11 xã Lộc An thì xuất hiện nhiều đối tượng cầm theo rượu phát, mã tấu, dao lao vào chém loạn xạ. Bị tấn công, nhóm của Thông và Tài bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm thanh niên này đuổi chém. Vụ ẩu đã làm nhiều thanh niên bị thương, trong đó Thông bị chém nhiều nhát vào tay phải làm đứt gân cổ tay, ngón tay. Tài bị chém vào sau lưng, cả hai đã được đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Công an huyện Bảo Lâm đã vào cuộc điều tra, triệu tập một số đối tượng lên làm việc. Ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hải Nam, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, và Lưu Văn Thiện, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cùng tạm trú tại 179 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, tháng 12 năm 2017, Nam xin giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 779 và được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép tại địa chỉ 179 đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, với ngành nghề kinh doanh là tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái. Sau khi có giấy phép, Nam không hoạt động theo đúng ngành nghề đăng ký mà cùng các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng đã tự in tờ rơi cho vay không cần thế chấp, mang dán ở các trụ điện và những nơi công cộng để quảng cáo. Người vay tiền chỉ cần thế chấp bản photo copy giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, và việc vay tiền núp bóng dưới dạng mua xe hộ, lãi suất từ 60 đến 438% một năm. Bước đầu, Công an thành phố Đà Lạt xác định các đối tượng đã cho khoảng trên 100 người vay tiền và thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra mở rộng. Và ai là nạn nhân của vụ án này, hãy liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt để được giải quyết. Công an thành phố Đà Lạt đã xác định danh tính và triệu tập làm việc đối với Nguyễn Anh Tuấn, trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, đến làm việc để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10, tổ công tác của Công an phường 8 thành phố Đà Lạt đang đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý ô tô vi phạm đi vào đường cấm tại đường Bùi Thị Xuân thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49X3196 đi vào đường cấm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Trung úy Trần Văn Bình, cán bộ Công an phường 8 ra trước đầu xe, dùng điện thoại ghi hình để làm chứng cứ xử lý thì bất ngờ chiếc xe lao tới, buộc Trung úy Bình phải bám vào cần gạt nước trên đầu xe và bị xe ô tô ủi đi khoảng 100 mét. Tuấn sau đó chạy xe về đường Trần Nhân Tông cất giấu. Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an thành phố Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý Tuấn. Khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 10, xe tải chở rau biển kiểm soát 49C-10050 do tài xế Trần Trọng, trú tại huyện Đức Trọng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua Đất Dỡ thuộc địa bàn thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoai thì bị mất lái tự lật làm hàng chục tấn rau đổ tràn ra đường. Rất may tài xế chỉ bị chảy xước nhẹ. Sau đó khoảng 20 phút, tại đèo Chuối thuộc địa phận thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, xe khách biển kiểm soát 49B-01365 do tài xế Nguyễn Thành Luân, trú tại xã Đạ Sa, huyện Đam Rông điều khiển,
đang lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt thì bất ngờ đâm trực diện vào bảng quảng cáo bên đường rồi lật. Trên xe lúc đó có 8 hành khách cùng tài xế và phụ xe, nhưng rất may mọi người chỉ bị xây sát nhẹ. Công an huyện Đạo Hoai đang điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn này. Khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 10 đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 251 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra, có ngửi thấy mùi khét và sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút. Ngôi nhà 251 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt được anh Cao Xuân Hiệp, quê tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, thuê lại hơn một tháng nay để mở quán nhậu. Anh Hiệp đang tiến hành cải tạo lại ngôi nhà và khi hai thợ sắt hàn xì tấm la phong thì xảy ra cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và gần 30 phút đám cháy đã được dập tắt, không để cháy lan. Vụ cháy đã gây thiệt hại nhiều tài sản trong quán với diện tích khoảng 300m² và rất may không có thiệt hại về người. Thưa các đồng chí và các bạn, tín dụng đen là hình thức cho vay không chính thống, nằm ngoài sự quản lý của pháp luật. Thủ tục cho vay đơn giản nhưng chứa nhiều rủi ro và nguy hiểm. Lãi suất cao, con nợ khó chi trả, dẫn đến phát sinh nhiều hệ lụy cho xã hội. Các chủ nợ dùng đủ mọi thủ đoạn để thu nợ, có khi là khủng bố, uy hiếp tinh thần, ép người thân phải trả nợ thay, hoặc buộc các nạn nhân phải giao tài sản để trả nợ. Lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường đấu tranh, nhưng tình trạng hoạt động tín dụng đen vẫn còn ẩn chứa nhiều nỗi lo cho xã hội. Đá vô đây nè, xong rồi vô đây là một đấm, vô đây một đấm là trong hình vẫn còn, đây đấm, nên là những cái này là đá nè. Đây là một nạn nhân tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Chỉ vì trả nợ chưa đúng hạn mà nạn nhân này đã bị một nhóm người đòi nợ đánh, phải vào bệnh viện điều trị. Đòi nợ xã hội bằng bạo lực là câu chuyện không mới. Thế nhưng tình hình hoạt động tín dụng đen đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương, trong đó có địa bàn huyện Di Linh. Phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời nguy cơ hệ lụy từ tín dụng đen là việc làm không thể xem nhẹ. Qua cái triển khai quyết liệt các biện pháp, thì chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp thì chúng tôi đã tập trung phối hợp với các lực lượng. Chúng tôi đã từ đầu năm 2018 đến nay chúng tôi chủ động là phát hiện bắt giữ được 4 vụ và kết quả thì chúng tôi đã xử lý hành chính là 3 vụ 6 đối tượng, là thu giữ phạt về các cái hành vi là in ấn các cái tờ rơi quảng cáo cũng như là dán các cái tờ rơi tại các khu vực công cộng. Còn đây là tang vật mà công an thành phố Bảo Lộc đã triệt phá trong vụ án cho vay nặng lãi. 6 đối tượng này gồm Nguyễn Hoài Nam, Tạ Trí Trung, Nguyễn Quốc Thành, Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Trung Hoàng đều có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, cùng Mai Nguyễn Hoài Việt trú tại thành phố Đà Lạt đến Bảo Lộc tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Cả 6 đối tượng này đều bị công an thành phố Bảo Lộc khởi tố với tội danh cho vay nặng lãi. Để mà đòi thu hồi nợ thì bọn chúng thường dùng các cái biện pháp khủng bố về cái mặt tinh thần như ném chất bẩn rồi là nhắn tin đe dọa đối với những cái con nợ chưa có tiền trả nợ và khó khăn trong việc đòi nợ của bọn chúng. Chính vì thế là đây là một trong những cái mà chúng tôi đánh giá rằng là cái nguy cơ tiềm ẩn để dẫn đến hoạt động tội phạm là rất cao. Phần lớn hoạt động tín dụng đen hoạt động âm thầm, hình thức cho vay không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần có giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, số điện thoại nên rất nhiều người sập bẫy. Cách tính lãi rất cao, thường bị biến tướng như cho vay trả góp, vay lãi ngày, lãi tuần, lũy kế, thậm chí chuyển sang hình thức thuê mướn tài sản khác nên làm cho con nợ nhầm lẫn, có trường hợp lãi suất lên đến trên 400% trên một năm, gấp hàng chục lần so với quy định của pháp luật. Phần lớn các nạn nhân âm thầm chịu đựng cho đến khi bị đánh đập, khủng bố tinh thần mới báo công an. Khi đó vụ việc đã đến mức phức tạp, hậu quả khó lường. Chỉ riêng tại Bảo Lộc, khi nhóm cho vay nặng lãi bị triệt phá, lực lượng công an đã thu được 394 giấy vay nợ tiền. Điều đó cho thấy tính chất phức tạp, manh động của hoạt động tín dụng đen. Đa phần các đối tượng này là những đối tượng đã có tiền án tiền sự.
và có những cái hoạt động nó rất là manh động, nên khi mà đụng chạm đến lợi ích kinh tế thì nó dễ dàng dẫn đến cái việc là thực hiện các hành vi phạm tội khác, ví dụ như là gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích rồi cưỡng đoạt, và cũng có thể là sẽ dẫn đến cái việc là cướp tài sản. Hệ lụy của hoạt động tín dụng đen đang là vấn đề nhức nhối. Nạn nhân chủ yếu là tiểu thương, người lao động nghèo, thậm chí cả những nông dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Việc phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này không hề đơn giản. Do vậy, bên cạnh kết quả đấu tranh của lực lượng công an, thì rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc phát hiện, tố giác thủ đoạn hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức ngân hàng, tín dụng cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn chính thống, tránh cạn bẫy tín dụng đen ngoài xã hội. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại! Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, 18 sản phẩm khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đẩy mạnh chế biến sâu cà phê để tăng giá trị cho sản phẩm. Đồng Thuận, nông thôn mới ở một xã vùng sâu. Đắk Nông, nhiều nông dân trắng tay do ký gửi cà phê. Hơn 40.000 người Cuba hồi hương nhờ cải cách chính sách di cư. Chàng thanh niên nặng lòng với học sinh nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 6, sau khi tiến hành công tác nhân sự, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ. Tổ 17 gồm các đại biểu Quốc hội Nghệ An, Thái Nguyên và Lâm Đồng. Nhiều ý kiến thể hiện sự nhất trí đồng tình cao với báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề còn tồn tại cũng được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra. Các đại biểu của đoàn Lâm Đồng cùng với các đại biểu Quốc hội khác đã đánh giá cao những chỉ tiêu ấn tượng về tăng trưởng kinh tế xã hội trong báo cáo của Chính phủ, đồng thời tin tưởng vào mục tiêu tăng trưởng tiếp tục đạt từ 6,6 đến 6,8% trong năm 2019 mà Chính phủ đặt ra là hoàn toàn có thể đạt được nhờ những tín hiệu đáng mừng trong năm vừa qua. Nhiều vấn đề nóng gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng được các đại biểu quan tâm, đề nghị Chính phủ cần sớm có biện pháp khắc phục, như tình hình chiếm dụng đất đai, khai thác trái phép tài nguyên rừng vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp. Một số ý kiến thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang ngày một mở rộng. Chính phủ, các bộ ngành đã có những chủ trương rất kịp thời cho sự phát triển của năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo. Vấn đề này đã được các đại biểu Quốc hội và cử tri ủng hộ, đánh giá cao. Bên cạnh đó, các vị đại biểu đoàn Lâm Đồng cũng có ý kiến đề cập tới vấn đề thời gian qua, tình hình thiên tai, đặc biệt là các trận bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các vùng núi đã tác động rất lớn tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của những khu vực này. Trong khi đó, tình trạng xả lũ thủy điện thời gian qua với cường độ nhiều đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hoa màu, nông nghiệp của người dân. Cử tri nhân dân rất bức xúc về vấn đề này, đề nghị Bộ Công Thương, các cơ quan chức năng cần có biện pháp không để tình trạng này xảy ra trong những năm tiếp theo. Cùng với đó là tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu đất rừng tại những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đã khiến cuộc sống của đồng bào vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn do thiếu tư liệu sản xuất. Các đại biểu cũng cho rằng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc đã nêu lên nhiều vấn đề cụ thể chi tiết như nhiều chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số,
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện hơn trước. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn gặp những khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, như công tác cử tuyển ở địa phương, vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở cho bà con, hay triển khai các vấn đề về an sinh xã hội còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Ngày 24 tháng 10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Bảo Lâm về kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện năm dân vận chính quyền 2018. Qua kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được các cơ quan đơn vị tổ chức, huyện Bảo Lâm thực hiện cơ bản đúng quy định. Cán bộ công chức viên chức và người lao động đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan. Từ đó đã phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huyện Bảo Lâm đã đưa 293 trên 293 thủ tục hành chính vào giải quyết ở bộ phận một cửa, đạt tỷ lệ 100%. Tại đây, Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về thực hiện quy chế dân chủ của huyện Bảo Lâm. Đoàn cũng đề nghị trong thời gian tới, huyện Bảo Lâm cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ và năm dân vận chính quyền, tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo cấp huyện, quan tâm đến công tác kiểm tra đánh giá và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp để mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương. Xã vùng sâu Hòa Bắc, huyện Di Linh đã vượt qua những hạn chế của một xuất phát điểm thấp để về đích nông thôn mới nhanh và bền vững nhờ sự đồng thuận của toàn dân. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2105 về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Theo đó, 3 ngành hàng sản phẩm nông nghiệp được tỉnh Lâm Đồng khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ là ngành hàng sản phẩm trồng trọt, ngành hàng chăn nuôi và ngành hàng thủy sản gồm 16 sản phẩm là cà phê, chè, rau, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, cam quả, cây dược liệu, dâu tầm tơ, lúa gạo, hạt điều, bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, mật ong và sản phẩm từ ong nuôi và cái nước lạnh. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ các ngành hàng sản phẩm được lựa chọn để thông báo công khai trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các sở ban ngành địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình, tham mưu Ủy ban dân tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương, Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn Lâm Đồng có 33 doanh nghiệp và trên 250 cơ sở nhỏ lẻ sơ chế chế biến cà phê nhân với tổng công suất khoảng 320.000 tấn, chiếm khoảng 80-90% tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh. Trong đó có 13 đơn vị tham gia xuất khẩu trực tiếp, có 192 doanh nghiệp cơ sở chế biến cà phê rang xay, cà phê bột với tổng sản lượng khoảng hơn 6.000 tấn một năm. Như vậy có thể thấy rằng vấn đề chế biến cà phê của Lâm Đồng chủ yếu dừng lại ở cà phê nhân thô, vì chế biến cà phê bột còn hạn chế. Vì vậy, để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương, Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp để mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn. Chuyển sang thông tin khác, trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, điều trị kịp thời các loại dịch bệnh, tránh để lây lan. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh phát hiện 371 trường hợp, giảm 159 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Không có trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi và một số bệnh dịch khác trên phạm vi cả nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng, tình hình bệnh viêm long đường hô hấp trên và bệnh cúm AH1N1 tăng đột biến tại Lâm Đồng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh,
tăng cường giám sát chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng kiểm tra và làm việc tại các địa phương Lâm Hà, thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đà Oai nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2018. Đến kiểm tra các địa phương, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng nắm bắt các nội dung liên quan đến nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao, các giải pháp kiềm chế đảm bảo an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2018 tại các địa phương này. Các ý kiến đề xuất kiến nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và có hướng đề xuất đối với Bộ Giao thông Vận tải đối với các tuyến quốc lộ 20-27 trong thời gian tới. Song song đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng phối hợp và yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng theo chiều sâu một cách hiệu quả, đồng thời quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông trong giáo dân, vùng đồng bào dân tộc ở các địa phương này, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong toàn tỉnh ở mức thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có thể coi là một cuộc cách mạng tâm nông, làm thay đổi cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên ba mũi nhọn, nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhiều địa phương đã chủ động coi nông thôn mới là cơ hội bứt phá toàn diện và như một chiến dịch để tạo lập những chuyển biến tốt đẹp trên quê hương mình. Chúng ta hãy cùng về xã vùng sâu Hòa Bắc của huyện Di Linh để cảm nhận được không khí đó. Những con đường làng ngõ xóm rực màu xanh của sự sống ấm no. Những ngôi làng bình yên sung túc. Đó là kết quả của một sự chuyển mình trong quá trình xây dựng và phát triển các tiêu chí nông thôn mới suốt 5 năm vừa qua của Hòa Bắc. Nhưng ít ai biết rằng là một địa phương vùng sâu vùng xa, diện tích tự nhiên rộng thứ tư toàn huyện, có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Lại tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận này, bắt đầu xây dựng nông thôn mới vào năm 2011. Từ xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với các địa phương khác trong huyện. Với tỷ lệ hộ nghèo khi đó chiếm đến gần 12% và mới chỉ đạt được 7 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích các điểm yếu cũng như thế mạnh của mình, Hòa Bắc đã có những bước đi vững chắc. Trong đó, coi sự đồng thuận của người dân là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết của mình, những cán bộ xây dựng nông thôn mới của Hòa Bắc đã đến từng thôn buôn, tuyên truyền, vận động và mang những cái mới thực sự từ nhận thức đến hành động đến với bà con, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó thấm nhuần và nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Dân hiểu được cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từng bước là xóa bỏ cái tính lạc hậu, cách làm là kém hiệu quả. Mà từ năm 2015 đến nay thì thấy là cơ bản là nhân dân là ổn định, là có đường, có điện, là sự đầu tư của quan tâm của Đảng. Thì nói là 100% dân đều ủng hộ. Hai cái ven đường này, bà con hiến đất để nhà nước xây dựng con đường, cùng chung tay làm cho nhân dân hiểu được cái lối sống nếp là bà con sẵn sàng hiến đất. Tổ chức họp dân theo cụm và tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cái lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, làm cho mọi người dân hiểu thật sâu về mục đích, ý nghĩa cũng như là những việc cần phải làm, phổ biến tuyên truyền về các đề án, quy hoạch, đồ án và mức đóng góp của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, giải thích cho dân thấy được cái nguồn lợi mà dân được thụ hưởng từ cái chương trình xây dựng nông thôn mới là gì. Năm 2015, xã Hòa Bắc là một trong 4 xã đầu tiên của huyện Di Linh về đích nông thôn mới, là minh chứng rõ nét nhất của sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân, là truyền thống cách mạng của một xã anh hùng. Đến nay, 100% các trục đường liên thôn, liên xã được cứng hóa, nhựa hóa. 99% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Hệ thống văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự được giữ vững. Điều đáng mừng là thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên từ 18,5 triệu đồng một người một năm vào năm 2011 lên 36 triệu đồng hiện nay.
tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017 theo chuẩn nghèo đa chiều mới chỉ còn 4,3%. Đó là kết quả của việc cuộc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Điển hình phải kể đến mô hình canh tác 15 hectare sầu riêng này. Cùng với đó là các mô hình xen canh, đa cây, đa con đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng sầu riêng, xen cà phê của gia đình ông Phạm Đình Phung này là một ví dụ. Ngay ở gia đình thì phát triển như xen canh, như cây sầu riêng, như cây bơ thì tôi thấy nó có rất hiệu quả, rất là cao. Gia đình như là có 39 cây thôi nhưng mà thu 800 triệu. Là một địa bàn rộng với hơn 11.600 hectare, chiếm gần 7,2% tổng diện tích toàn huyện, phân bố trên 18 thôn và là địa bàn vùng sâu, tiếp giáp với các huyện và tỉnh Bình Thuận. Hòa Bắc cũng gặp không ít khó khăn trong việc duy trì, phát huy 18 tiêu chí đã đạt được và hoàn thành nốt tiêu chí về chợ nông thôn. Trong thời gian tới, Hòa Bắc tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân, tránh đầu tư dàn trải và đặc biệt chú trọng củng cố xây dựng lòng tin trong nhân dân bằng việc làm gương, đi đầu, gắn bó với nhân dân của đội ngũ cán bộ trẻ năng động, uy tín. Từ đó lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Biết rằng là chúng tôi đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng chúng tôi không thể nào chủ quan và cũng chưa thể bằng lòng với lại hiện trạng thực tế như vậy. Bởi lẽ là trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì nó còn nhiều vấn đề đặt ra ở đây, chẳng hạn như một số các tiêu chí về giao thông. Đối với địa bàn xã Hòa Bắc, nó là một vùng đồng bằng miền núi, do vậy nên là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân với cái vai trò là chủ thể, nhân dân phải có trách nhiệm duy trì, bảo trì về hệ thống giao thông, rồi tự mình vươn lên trong những cái việc mà xây dựng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi để phù hợp với lại cái điều kiện tình hình thực tế của địa phương. Do vậy nên là chúng tôi với cái vai trò là lãnh đạo ở địa phương thì cũng sẽ tiếp tục vận động nhân dân giữ vững những cái gì mình đã đạt và tôn tạo, tiếp tục nối tiếp với những cái công trình còn lại để bảo đảm duy trì cho cái xã đạt chuẩn nông thôn mới một cách bền vững. Xây dựng nông thôn mới không phải là đích đến mà là cả một quá trình phấn đấu. Phấn đấu đạt được các tiêu chí, rồi lại phấn đấu duy trì và phát huy tiêu chí đó là cả một hành trình dài, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ở đâu có sự đồng lòng nhất trí của người dân, ở đó xây dựng nông thôn mới thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Khi lòng dân đổi mới, dân hiểu, dân tin, dân sẽ có chuyển biến thành hành động cụ thể. Điều này được thể hiện rõ tại xã vùng sâu Hòa Bắc, huyện Di Linh, nơi vượt qua những hạn chế của một xuất phát điểm thấp để về đích nông thôn mới nhanh và bền vững. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng 24 tháng 10, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Đà Lạt đã phối hợp tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực du lịch và phòng chống tội phạm đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn phường 1. Tại buổi tuyên truyền, Công an phường 1 thành phố Đà Lạt đã trao đổi thông tin thêm về tình hình tội phạm, một số phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm hiện nay như việc trà trộn vào các đoàn khách du lịch để trộm đồ, tình hình tín dụng đen, cho vay không thế chấp, thuê hụi, lợi dụng thuê nhà nguyên căn để hoạt động tội phạm, cũng như tình hình các đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn. Thông qua việc tuyên truyền này nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ những điểm mới của luật du lịch năm 2017 giúp người dân nắm bắt các quy định của pháp luật và rút kinh nghiệm để phòng tránh phù hợp với từng loại đối tượng phạm tội. Ngày 24 tháng 10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm với sự tham gia của 50 học viên là các chủ cơ sở, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các học viên đã được bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, triển khai các nội dung về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm, kiến thức khoa học cơ bản về an toàn thực phẩm, điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai và nước đá thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nước uống đóng chai, nước đá thực phẩm, v.v.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt việc sản xuất và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phần tin trong nước và quốc tế. Hình thức ký gửi nông sản thường bị gian thương lợi dụng để trục lợi khiến nhiều nông dân trắng tay. Việc phát hiện sao hỏa có chứa oxy kỳ vọng có thể giúp thay đổi những hiểu biết của con người về khả năng sự sống có thể tồn tại trên hành tinh đỏ. Trong báo cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết việc huy động quá sức đóng góp của người dân đã từng bước được chấn chỉnh. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 là khoảng hơn 820.964 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương. Các bộ, ngành và địa phương đã tích cực huy động các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác. Trong đó, vốn cộng đồng và dân cư đóng góp là 56.799 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nợ động xây dựng cơ bản đã giảm mạnh, nhưng đến tháng 8 năm 2018, vẫn còn một số địa phương nợ ở mức tương đối cao, tập trung tại một số địa phương có tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới cao ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh chung để phục vụ tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp. Trong đó, thí sinh có thể đăng ký dự tuyển trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp trên một mẫu phiếu thống nhất và chia sẻ dữ liệu thi Trung học Phổ thông Quốc gia để phục vụ tuyển sinh cao đẳng, trung cấp. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng, cho phép các trường trung cấp cao đẳng được đào tạo và cấp giấy xác nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những học sinh học trung cấp có tham gia học văn hóa trung học phổ thông, đủ điều kiện học liên thông lên cao đẳng, đại học. Hiện nay, ngành chăn nuôi Việt Nam đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng và giá thành cạnh tranh tốt với sản phẩm ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước lẫn xuất khẩu. Tuy nhiên, với nội lực và tiềm năng hiện có, ngành chăn nuôi hoàn toàn có thể phát triển thị trường mạnh hơn nếu xây dựng được một chiến lược đúng đắn và hiệu quả. Liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất giống với doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến xuất khẩu là một trong những mô hình liên kết điển hình của ngành chăn nuôi gia cầm. Và kết quả là lô hàng thịt gia cầm đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Nhật Bản. Tuy nhiên, chuỗi liên kết này chưa được nhân rộng và mở rộng quy mô bởi không nhiều trang trại gà đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, yếu tố then chốt để sản phẩm được thị trường chấp nhận. Một số người chăn nuôi họ chưa được áp dụng những cái công nghệ cao, chưa được áp dụng những cái công nghệ mới, những cái hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc, cho nên có thể sản phẩm của họ rất tốt nhưng mà họ không chứng minh được sản phẩm của họ được tốt. Vì vậy là cái giá đầu ra của họ không được ổn. Từ nhiều năm nay, đầu ra cho sản phẩm luôn là vấn đề đau đầu của ngành chăn nuôi. Tình trạng sản xuất manh mún, phân tán, thiếu quy hoạch, chưa theo quy trình chăn nuôi hiện đại và các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn là thách thức lớn nhất. Chưa kể đầu ra còn phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian là các thương lái, khiến việc tiêu thụ sản phẩm và giá cả thường xuyên biến động, ảnh hưởng rất lớn tới người chăn nuôi. Các doanh nghiệp ở trong nước là phải có quota. Thí dụ như ở Việt Nam là thí dụ như đầu heo là thí dụ như 1 triệu con hoặc là 2 triệu con heo thì chúng ta các anh muốn mở rộng hay là muốn thêm thì các anh phải xin quota. Thì lúc đó mới bảo toàn được toàn bộ cái đầu lượng đầu ra đầu vào. Theo các chuyên gia, quan trọng nhất hiện nay là phải bình ổn được thị trường trong nước. Trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và người chăn nuôi dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Song song đó là quyết liệt tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng giảm quy mô nông hộ, tăng quy mô trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi, hiện đại hóa ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chuyên nghiệp hóa. Chúng ta phải đầu tư và làm thật nhanh cái khâu giết mổ, tập trung chế biến công nghiệp và đa dạng hóa các cái sản phẩm chăn nuôi, ví dụ như thịt lợn mát, thịt mát các loại. Thực hiện cái chuỗi liên kết, đảm bảo làm sao mà xây dựng được các cái chuỗi liên kết an toàn dịch bệnh, đảm bảo cho cái phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. 2018 có thể coi là một năm thành công của ngành chăn nuôi khi các loại thịt, đặc biệt là thịt heo và gà, đều tăng cả về sản lượng và giá cả. Tuy nhiên, nếu các giải pháp quy hoạch và thị trường không quyết liệt và đồng bộ, thì nguy cơ dư thừa có thể xảy ra, đe dọa tới hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi. Và hơn cả là sự ổn định cần phải có của một trong những ngành hàng rất quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm đi lại khiếu kiện tố cáo, nhiều người dân ở xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mới tạm yên tâm vì đối tượng bị tố cáo là Vũ Xuân Chiến, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết Chiến, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Chiến đã bỏ trốn cùng nhiều tỷ đồng tiền ký gửi cà phê và nợ phần bón. Hai hóa đơn này là vật chứng hơn 3 tấn cà phê của ông Nguyễn Như Phi ở thôn 8 xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa ký gửi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết Chiến. Cuối tháng 12 năm 2016, chỉ vài ngày sau khi chốt giá với công ty Quyết Chiến, ông Phi cùng rất nhiều người khác đã không thể lấy được tiền khi ông chủ doanh nghiệp này bỏ trốn. Ông Phi cũng bắt đầu những ngày tháng khiếu kiện để tìm lại tài sản đã mất. Tất cả anh em là đi là từ bên công an thị xã này, xong rồi lên đến công an tỉnh này, xong rồi lại lên đến tiếp lên đến chỗ bên ấy của tỉnh luôn. Xong rồi bên sang bên chỗ tiếp dân của tỉnh ấy thì gặp đấy thì cũng có bên tiếp dân ấy họ hướng dẫn rồi làm đấy thứ chờ đợi mãi, xong rồi đến khi mãi sau thì đến bên ấy thì bên công an tỉnh mới trả lời là đưa về bên viện kiểm sát rồi. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết Chiến nhận ký gửi cà phê của 64 hộ dân có tổng giá trị gần 10 tỷ đồng và nợ hàng chục tỷ đồng tiền mua phân của nhiều doanh nghiệp. Trước khi bỏ trốn vào giữa tháng 1 năm 2017, chủ doanh nghiệp này đã tẩu tán toàn bộ tài sản với mục đích chiếm đoạt tiền nợ của người dân, doanh nghiệp. Mình là mình bán bữa đó là chiều thứ bảy, nó hẹn mình qua thứ hai, thì thứ hai là nó lại hẹn mình qua chiều thứ tư, thì chiều thứ tư là mình ra là nó đã bỏ đi rồi, nó đã đóng cửa, nó dẫn vợ con đi. Còn có những người là tối hôm nay nó vẫn còn đi chợ ở đây, sáng ngày mai tao là đã đi rồi. Ở Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung, tình trạng các đại lý nhận ký gửi nông sản vỡ nợ thật có, giả có, khiến người ký gửi thiệt hại nặng nề, vẫn xảy ra rất phổ biến. Ký gửi nông sản là hình thức mua bán, đem lại lợi ích cho cả hai bên, người dân và các đại lý. Doanh nghiệp có vốn, có kho bãi, người dân ký gửi cà phê được giá tốt thì bán. Tuy nhiên, hình thức ký gửi thường bị gian thương lợi dụng để trục lợi, khiến nhiều nông dân trắng tay. Mình làm giá cả đúng không, thì là mình đại lý nó đến thì cũng như chiến hiện bây giờ anh cũng đang hiện tại như năm ngoái, bản thân anh cũng vậy thôi, nói chung là anh cũng đang cân ở đại lý khác, thì có nghĩa không biết mình để ở nhà mình cũng để được cà thì mình không để được đúng không, hoặc nhiều khi là mình có đem về mình xay xong rồi mình bán thì lúc nào thì mình bán, còn cứ gửi bình thường như là đại lý chiến hiện hiện tại như bây giờ, các đại lý khác cũng vậy, có nghĩa là cũng có người bán, có người vẫn đang gửi hiện, bây giờ có người đang gửi nhiều lắm chứ không phải là không hết. Nhưng mà cũng không phải là đại lý nào người ta cũng lừa như vậy. Thì nói chung là bây giờ ấy, thì các đại lý làm cũng vậy thôi. Mà bây giờ để cà phê ở nhà thì họ mua họ cũng gây khó khăn. Họ đa số là họ muốn là gửi. Vì trước ấy là đáng nhẽ tôi bán cho Trần Linh ấy. Nhưng mà cũng vì để ở nhà cái là kêu họ vào mua ấy, thì là họ không muốn vào. Thế nên sau cái này bắt đầu chuyển sang bên chỗ Chiến Hiền này thì bắt đầu mua 3 năm rồi chứ không phải ít. Thì mua bán thì mấy đầu chú cháu cũng bình thường thế thôi. Chứ không có gì, nhưng chỉ đột xuất cái là gửi năm đấy là bị thế. Vốn đã chịu nhiều thiệt thòi do giá cả nông sản bấp bênh, nông dân lại phải gánh thêm rủi ro từ các chiêu trò của gian thương. Lợi dụng ký gửi nông sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tương đối phổ biến, nhưng hiện vẫn chưa có hàng rào pháp lý để bảo vệ nông dân. Ngày hôm qua, Saudi Arabia đã ký kết nhiều thỏa thuận với tổng trị giá lên tới 50 tỷ đô la Mỹ tại hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai FII diễn ra cùng ngày ở thủ đô Riyadh. Bất chấp việc nhiều chính trị gia phương Tây và lãnh đạo các tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới tẩy chay sau vụ việc liên quan đến nhà báo Jamal Khashoggi. Hội nghị diễn ra với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đến từ nhiều nước và tổ chức quốc tế, trong đó có nhiều chuyên gia, quan chức trong các lĩnh vực ngân hàng, cũng như lãnh đạo doanh nghiệp tầm cỡ thế giới dù thiếu vắng nhiều diễn giả cấp cao. Mặc dù vậy, tại hội nghị, Ả Rập Xê Út đã ký kết 25 thỏa thuận có tổng trị giá 50 tỷ đô la Mỹ về một loạt lĩnh vực, trong đó có dầu mỏ, khí đốt, các ngành công nghiệp,
cơ sở hạ tầng với các tập đoàn hàng đầu thế giới. Theo giới quan sát, dù bị phương Tây tẩy chay lần này, song về dài hạn sẽ không gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế và hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Ả Rập Xê Út. Hơn 40.000 người Cuba đã hồi hương kể từ tháng 1 năm 2013 sau khi chính phủ nước này tiến hành cải cách chính sách về người di cư. Đây là thông báo được Bộ Ngoại giao Cuba đưa ra mới đây. Cuộc cải cách chính sách về người di cư đã xóa bỏ thủ tục giấy phép xuất cảnh, đồng thời cho phép người dân Cuba được quyền sống ở nước ngoài 2 năm. Quy định mới cho phép nhiều người dân Cuba di cư sang Mỹ vẫn có thể xin cư trú dài hạn tại quốc gia này, đồng thời vẫn giữ được tư cách định cư tại Cuba với việc trở lại nước này ít nhất 2 năm một lần. Theo đánh giá, việc cải cách này khuyến khích nhiều kiều dân hồi hương hay nói cách khác là đăng ký cư trú khi họ vẫn có thể đồng thời giữ quốc tịch hoặc thẻ cư trú tại nước ngoài. Cũng trong thông báo này, từ năm 2013 tới tháng 1 năm 2018, đã có tổng cộng 2,6 triệu lượt công dân Cuba xuất cảnh ra nước ngoài và 2,8 triệu lượt kiều dân Cuba nhập cảnh vào đảo quốc này. Israel sẽ xây dựng nhà máy công nghệ sinh học đầu tiên tại thành phố Eilat, miền nam nước này để sản xuất một loại thuốc mới điều trị căn bệnh HIV/AIDS. Bộ Kinh tế Israel ngày hôm qua đã xác nhận thông tin này. Loại thuốc này có tên Gamora, được phát triển bởi công ty dược phẩm Zion Medical của Israel và đã được thử nghiệm thành công trên người. Trái ngược với các loại thuốc trước đó, tập trung vào việc loại bỏ virus HIV, dẫn đến nguy cơ virus biến đổi và kháng thuốc. Cơ chế hoạt động của loại thuốc này là loại bỏ các tế bào nhiễm virus HIV trên cơ thể người. Quá trình thí nghiệm cho thấy, loại thuốc mới này cũng có hiệu quả trong điều trị các khối ung thư. Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc tế Thâm Quyến của Trung Quốc đã giành được quyền sản xuất và tiếp thị loại thuốc này ở Trung Quốc. Sao Hỏa có thể chứa đủ lượng oxy cần thiết để phát triển sự sống. Đây là phát hiện mới được các nhà khoa học Mỹ công bố, với kỳ vọng có thể làm thay đổi những hiểu biết của con người về khả năng sự sống có thể tồn tại trên hành tinh đó. Theo thông báo, các nhà khoa học đã phát hiện ra lớp nước mặn dưới bề mặt Sao Hỏa có chứa đủ oxy để hỗ trợ sự sống của các dạng sinh vật. Ở một số địa điểm, lượng oxy còn đủ cho những sinh vật đa bào như bọ biển sinh sống. Cho tới nay, giới khoa học vẫn tin rằng trên Sao Hỏa, lượng oxy chỉ chiếm 0,14% trong bầu không khí, không đủ để các vi khuẩn sinh sôi. Trong khi đó, nghiên cứu mới đây kết luận nồng độ oxy trên Sao Hỏa cao hơn mức mà các dạng sống giản đơn như vi khuẩn cần để sinh trưởng. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa rằng sự sống hiện đang tồn tại trên Sao Hỏa. Nghiên cứu mới được các nhà khoa học thực hiện sau khi robot thăm dò Curiosity phát hiện ra sự tồn tại của manganosit, một hợp chất hóa học cần rất nhiều oxy để hình thành. Dịp lễ Halloween đang tới gần. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Mexico để tham dự lễ hội La Catrina, vô cùng đặc sắc nhưng không kém phần rùng rợn. Năm nay lễ hội La Catrina bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 và sẽ kéo dài trong nhiều ngày trước khi lễ hội tưởng nhớ những người đã khuất bắt đầu. Đến Mexico vào những ngày này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh rùng rợn của những bộ xương đang di chuyển trên khắp các con phố. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi đây là cách mọi người hóa trang để cùng tham dự lễ diễu hành La Catrina, dịp lễ trước ngày Day of the Dead, tạm dịch ngày của người chết, của người dân Mexico. Bạn phải tham gia lễ hội này hàng năm, bởi đây là lễ hội đặc trưng của người Mexico, của tổ tiên chúng tôi, để chúng tôi không bao giờ quên và mãi mãi giữ gìn, phát huy truyền thống của mình. Trong những ngày này, không chỉ hóa trang thành những bộ xương mà mọi đồ vật trong gia đình, từ nến, hoa, đồ ăn, từ những vật dụng cá nhân đều được trang trí thành những bộ xương và hộp sọ. Người dân Mexico quan niệm rằng đây là cách để họ tưởng nhớ tới tổ tiên và những người đã khuất. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với lớp học tiếng Anh miễn phí của chàng thanh niên dành cho các em học sinh đồng bào dân tộc nghèo với mong muốn giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Thưa quý vị và các bạn, bằng đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau gần 2 năm, chàng thanh niên Kersiam Lomin đã tình nguyện tổ chức các lớp học tiếng Anh cho các em học sinh nghèo đồng bào dân tộc Cờ Ho tại thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Lomin đã tiếp thêm niềm tin, động lực và kiến thức để nhiều em học trò nghèo nơi đây có thêm kỹ năng mạnh dạn trong giao tiếp, học tập và ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Sau giờ tan học vào mỗi buổi chiều thứ Bảy, các em học sinh lại tập trung về hội trường thôn 15, xã Lộc Thành để tham gia học tiếng Anh.
lớp học do Cờ Siam Long Minh phụ trách có gần 30 em, với nhiều nhóm tuổi khác nhau ở bậc tiểu học. Để cho lớp học thêm sinh động và lôi cuốn, thầy Long Minh tự trang bị máy tính laptop, những bài học trên mạng, các bài học tập viết, đọc cho các em. Buổi học bắt đầu bằng những câu giao tiếp chào hỏi nhau bằng tiếng Anh khá quen thuộc với các bạn học trò nhỏ. Bằng cách truyền đạt khá gần gũi, dễ học, dễ nhớ, đã giúp cho các em tiếp thu bài tốt hơn và thích thú với việc học ngoại ngữ hơn. Thấy thầy dạy thì con rất hiểu và con đã nghe lời thầy và thầy giảng từng chữ cho con và con hiểu những từ thầy dạy cho con và con rất nhớ ơn thầy. Học tiếng Anh thì rất hấp dẫn và thích thú. Con mong sau này thì con sẽ học giỏi cho thầy Minh vui lòng. Khi hoàn thành lớp học ở trung tâm ngoại ngữ tại thành phố Bảo Lộc, anh Long Minh tranh thủ chạy xe hơn 10 km để về kịp giờ đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Từ vài em theo học tiếng Anh ban đầu, đến nay lớp học đã phát triển lên đến con số hơn 80 em, với 4 lớp ở hai bậc là tiểu học và trung học cơ sở. Đa số là con em đồng bào dân tộc Cờ Ho tại thôn 15, xã Lộc Thành. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn khó khăn, vất vả đủ thứ, nên Long Minh rất hiểu, chia sẻ và luôn đồng hành với những thiếu thốn đối với các em học sinh đồng bào dân tộc. Mình cũng thấy con cái của các phụ huynh đa số họ đều là những đứa học Anh văn, nói chung là chưa có tiếp thu bao nhiêu, nên mình ra một quyết định để từ bản thân mình lấy ra từ cái tâm huyết, những cái gì mình đã được học, đã được giảng dạy từ trên trường, được đại học, thì mình đã mở ra một cái lớp để tự mình biết soạn ra và những xem lại cái phương pháp chúng ta dạy đó để mình áp dụng cho các con em dân tộc tại địa phương. Cờ Siam Lo Minh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương chuyên ngành tiếng Anh doanh nghiệp và anh còn tốt nghiệp cử nhân Anh văn hệ cao đẳng chính quy. Để duy trì được lớp học, hai năm qua, Cờ Siam Lo Minh phải đi đến từng nhà để tuyên truyền vận động bà con đồng bào trong thôn cho con em mình đến lớp học môn tiếng Anh do anh phụ trách. Thấy được sự hứng thú học ngoại ngữ của các con nên phụ huynh rất yên tâm và phấn khởi. Đối với tôi thấy thầy Minh dạy cả hai năm nay thì cũng các cháu học cảm thấy là cũng được. Trong tương lai chúng nó để biết rõ được hơn là tiếng Anh, để biết được đi này đi nọ đi kia. Thầy Minh là bản thân thầy Minh cũng là dạy cũng rất tốt. Phụ huynh chúng tôi cũng mừng. Những ngày đầu mở lớp, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vì phải mượn hội trường thôn nên lớp học được bố trí khá đơn giản, gồm chục bộ bàn ghế, một chiếc laptop kết nối với màn hình TV để phục vụ kỹ năng nghe đọc của các em. Hơn nữa, do có đông học sinh tham gia nên lớp học phải chia theo buổi dành riêng cho mỗi cấp học sinh khác nhau. Chiều thứ bảy thì dành cho học sinh cấp 1, chủ nhật là học sinh cấp 2 và luân phiên thay đổi. Tại các buổi đứng lớp, thầy Lo Minh dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng nghe đọc và nói nhiều hơn cho các em. Từ những câu giao tiếp dễ, đơn giản đến những từ vựng khó hơn để giúp các em tiếp thu bài một cách tốt nhất. Xuất phát từ tinh thần tự nguyện thì trong thời gian qua thì đồng chí Minh đã mở được 4 lớp với ước khoảng 80 em học sinh. Thì trong cái điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất để được dạy thì đoàn xã chúng tôi cũng đang tiếp cận vận động xin các thành quần hỗ trợ để mua được các cái vật dụng cần thiết để cho phục vụ cho việc dạy học cho các em tại địa bàn. Thì cũng trao đổi qua các cái kênh ví dụ của xã, ủy ban xã thì hội khuyến học của xã cũng đã hứa và sẽ giúp đỡ cho coi là cái lớp học này về điều kiện về vật chất sách vở cũng là một cái niềm coi là an ủi về tinh thần để cho cái lớp học này tiếp tục được diễn ra và được thu hút được nhiều em học sinh đến tham gia học cũng như là giáo viên của các trường về đây để tham dự dạy tự nguyện cho các em. Đây là lớp học
mang ý nghĩa rất là to lớn đối với toàn xã. Lớp học tiếng Anh miễn phí của Cờ Siam Lo Minh dành cho các em học sinh trong thôn cũng khá đặc biệt, bởi đa số các em là con em gia đình thuộc diện hộ nghèo trong thôn, nhà nghèo, lo cho cái ăn cái mặc vốn đã khó, nói gì đến việc học thêm ngoại ngữ. Hơn nữa, điều kiện để tiếp cận môi trường học thêm môn ngoại ngữ của các em cũng còn hạn chế. Vì vậy, Lo Minh mong muốn các em có thêm điều kiện để học môn ngoại ngữ tốt hơn. Mong muốn của mình trong thời gian tới đó là mình rất muốn các cháu lúc nào cũng hướng tới về cái môi trường lớp này, tất cả các phụ huynh cũng như là các nhà hảo tâm đã đến để xem xét và giúp đỡ thêm phong trào của mình lập ra. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ và tấm lòng thiện nguyện của Cờ Siam Lo Minh dành cho trẻ em nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thật đáng biểu dương và trân trọng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai giải pháp những tháng còn lại của năm 2018. Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Lan tỏa một chương trình hợp tác trong đào tạo. Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế. Trung Quốc có bệnh nhân nhiễm virus Zika đầu tiên. Đức Trọng mong chờ sân chơi cho trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chúc mừng Phó Đô đốc Trần Hoài Trung được Trung ương phân công giữ cương vị mới là Chính ủy Quân khu 7. Cùng với giới thiệu chung về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác xây dựng nền quân sự quốc phòng của tỉnh trong những năm qua đã có sự phát triển chặt chẽ toàn diện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng phát triển. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến mong muốn trong thời gian tới, trên cương vị là Chính ủy Quân khu 7, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thực hiện tốt việc lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục quan tâm đến tỉnh Lâm Đồng trong xây dựng nền quân sự quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh. Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung đánh giá cao sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng, trong đó có sự lớn mạnh toàn diện về công tác quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời, mong muốn tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chú trọng công tác phối hợp thống nhất, cùng nhau xây dựng nền quân sự quốc phòng địa phương phát triển. Sáng nay 25 tháng 10, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, chính trị xã hội của tỉnh. Trong 10 tháng, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hàng năm, vụ mùa với gần 13.500 hectare lúa, gần 2.900 hectare ngô, trên 22.000 hectare rau, đạt 111% kế hoạch.
Đầu tư chăm sóc cây dài ngày, tình hình dịch bệnh diễn ra không quá phức tạp, chăn nuôi phát triển ổn định. Trồng mới rừng tập trung gần 1.300 ha, trồng 92.000 cây phân tán, giao khoảng 430.780 ha quản lý bảo vệ rừng. Công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường như tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra. Tổng số vụ từ đầu năm đến nay lên 742 vụ, đã xử lý 629 vụ với diện tích rừng bị phá 53,4 ha. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng tăng 6,82%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 38.367 tỷ đồng. Tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5,26 triệu lượt, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2018 ước đạt 555,85 triệu đô la Mỹ. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2018 bố trí trực tiếp cho các dự án hơn 3.132 tỷ đồng, đã giải ngân 68,2% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 829 doanh nghiệp, giảm 10,4% so với cùng kỳ. Có 35 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt hơn 5.876 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán trung ương, bằng 87,1% dự toán địa phương, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổ chức thành công 8 giải phong trào thể dục thể thao quần chúng và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7. Hoạt động giáo dục đào tạo không ngừng nâng cao, toàn tỉnh có 367 trên 639 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, tiếp tục thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội Lâm Đồng vẫn còn một số tồn tại như khối lượng giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn thấp, thu hút đầu tư không có nhiều chuyển biến, giá một số nông sản không ổn định, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng diễn biến phức tạp, trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả kinh tế xã hội đạt được trong 10 tháng. Tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các ngành về vấn đề trồng rừng, vấn đề giải ngân nguồn vốn các công trình trên địa bàn. Ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về nhà kính nhà lưới để làm tài sản đảm bảo cho vay vốn tín dụng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Dịch bệnh thì chúng ta phải chủ động để chúng ta khống chế, dập dịch cũng như là phòng ngừa. Tình hình phá rừng thì tiếp tục diễn biến phức tạp. Phá rừng thì từ tháng 9 trở về trước thì có một số nơi, nhưng mà vừa rồi thì lại tiếp tục có một vài vụ phát hiện ở trong Lạc Dương. Đấy, thì đề nghị là ngành nông nghiệp là tăng cường cùng với các địa phương và phối hợp cùng với các ngành để làm cái việc này cho tốt. Là bổ sung thêm nhiệm vụ nữa là vấn đề xây dựng nông thôn mới, vấn đề là giảm nghèo và cái nhiệm vụ là xây dựng các cái đề án để mà trình với Trung ương công nhận, phải công nhận trong năm nay. Chúng ta tất cả các ngành và các huyện phát động một phong trào thi đua nước rút, và tôi đề nghị là cái việc này giao cho Sở Nội vụ tham mưu ngay để ban hành ngay trong tháng 10 này. Trong 2 tháng cuối năm, tất cả các ngành, kể cả những ngành đã hoàn thành các cái chỉ tiêu của mình trong năm, thì đặt ra một cái chỉ tiêu mới để có cái phấn đấu và để thi đua. Ngoài ra, để khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, trong 2 tháng còn lại của năm, các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, quản lý thu thuế, phí, chống thất thu. Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Lan tỏa một chương trình hợp tác trong đào tạo tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay 25 tháng 10, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Hơn 500 đại biểu đại diện cho 1.600 hội viên trong toàn tỉnh đã về dự đại hội.
Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng tập hợp 1.600 hội viên là các chiến sĩ quân nhân có công tác hoạt động chiến đấu tại Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh những năm 1969-1975, được thành lập vào năm 2013. Trong 5 năm qua, hội đã chủ động tích cực vận động các nguồn lực xã hội để tri ân các gia đình hội viên có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Hội đã xây dựng 2 căn nhà tình thương và 13 căn nhà tình nghĩa Trường Sơn cho các hội viên, thăm hỏi động viên những hội viên ốm đau, tai nạn, rủi ro. Hàng năm, các cấp hội đều tổ chức các chương trình về nguồn, tạo điều kiện cho các hội viên thăm lại chiến trường xưa để ôn lại những kỷ niệm, ký ức những năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Sau khi báo cáo kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã tổ chức thảo luận về phương hướng nhiệm vụ mà các cấp hội sẽ thực hiện trong thời gian tới, với mục tiêu chung là phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của bộ đội Trường Sơn, đẩy mạnh và phát triển tổ chức hội vững mạnh để trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các hội viên. Dịp này, đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 thành viên. Ông Đinh Huy Thư được bầu làm chủ tịch hội, hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều hôm qua 24 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022. Nội dung phối hợp được hai đơn vị thống nhất ký kết bao gồm trao đổi về công tác tham gia xây dựng đảng và bảo vệ chính quyền, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, giải pháp mục tiêu giảm nghèo trong cựu chiến binh, phát huy vai trò vị trí cựu chiến binh trong phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu, kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu, xây dựng tổ chức câu lạc bộ cựu quân nhân, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi hội, phân hội và hỗ trợ hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế. Thông qua công tác phối hợp nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó cùng học tập trao đổi của hai hội cựu chiến binh Lâm Đồng, Hà Nội, góp phần xây dựng hội cựu chiến binh ngày càng vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội đi vào chiều sâu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau một năm ký kết hợp tác giữa Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt với Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản, về đào tạo thực tập sinh điều dưỡng dựa trên chương trình thực tập kỹ thuật nước ngoài, với hai ngành chủ lực là điều dưỡng và trồng trọt. Đến thời điểm này, chương trình bước đầu đã đem lại hiệu quả, có 4 sinh viên chuẩn bị được sang Nhật Bản làm việc. Đây là tín hiệu vui không chỉ cho đội ngũ làm công tác giảng dạy tại trường, mà còn cho chính sinh viên đang theo học. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự về chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt, huyện Đức Trọng. Đây là một buổi học kết hợp thực hành của lớp tiếng Nhật N3 tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt, huyện Đức Trọng, do cô giáo đến từ Nhật Bản giảng dạy. Trong lớp học, cả thầy và trò đều trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật, mà không hề lẫn một câu tiếng Việt nào. Bởi chính giảng viên cũng muốn các em, ngoài việc thực hành tốt về phương pháp, kỹ năng trong công việc điều dưỡng, thì việc trao đổi về ngôn ngữ cũng là yếu tố quan trọng, để khi các em sang Nhật Bản làm việc, sẽ không bỡ ngỡ khó khăn trong giao tiếp. Tôi đã sống và làm bác sĩ điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Nagasaki, Nhật Bản được 20 năm. Vì thế, khi về hưu, tôi được mời đến đây giảng dạy theo chương trình hợp tác. Tôi đem hết những kiến thức cũng như kỹ năng của mình truyền đạt cho các em sinh viên ở đây, nhằm giúp các em thông thạo các phương pháp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, và đặc biệt là dạy các em phong tục tập quán cũng như kỹ năng giao tiếp, để khi các em sang Nhật làm việc sẽ thuận lợi hơn. Quả thực, sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên của Trường Quốc Việt nói riêng đều chăm chỉ học tập, vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe và chia sẻ với giảng viên mỗi khi các em không hiểu về vấn đề gì đó. Tôi rất thích. Vì khi bắt đầu tiếp nhận việc đào tạo ngoại ngữ cho các bạn để các bạn thực tập sinh đi sang Nhật làm việc, thì tôi đã bắt đầu tìm hiểu thêm kỹ nhiều hơn nữa về cái văn hóa, lịch sử, tất cả những cái sự khác biệt và tương đồng của người Nhật và người Việt, để làm sao đó để giúp cho các bạn thực tập sinh của mình khi sang Nhật có thể tiếp cận được cái công việc một cách tốt nhất và cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Cùng làm việc với các thầy cô người Nhật thì một điều rất là may mắn đó là phong cách giảng dạy của thầy cô người Nhật khác rất là nhiều so với cái phương pháp giáo dục mà từ trước đến nay bản thân tôi cũng như là các giáo viên người Việt khác được tiếp nhận. Thì cách giảng dạy của người Nhật rất là thú vị, lúc nào cũng tạo cái môi trường vui vẻ, không có căng thẳng cho các bạn. Đến từng lớp học,
Chúng tôi đều cảm nhận không khí học tập thật thoải mái, vui vẻ và sinh động giữa giảng viên và sinh viên, mà không hề có sự gò bó căng thẳng. Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt với Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản về đào tạo thực tập sinh điều dưỡng dựa trên chương trình thực tập kỹ thuật nước ngoài với hai ngành chủ lực là điều dưỡng và trồng trọt. Hiện tại có 41 sinh viên theo học trong thời gian 1 năm rưỡi. Để đạt được chuẩn đủ điều kiện sang Nhật Bản làm việc, mỗi sinh viên phải trải qua 4 cấp độ từ N1 đến N4. Sau đó các chuyên gia và công ty của Nhật sang kiểm tra trình độ trực tiếp. Chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có 4 sinh viên của trường sang Nhật làm việc với chính ngành học điều dưỡng. Em được học từ thứ 2 đến thứ 6 tiếng Nhật sáng và chiều luôn. Các thầy cô luyện cho phát âm, luyện cho những cái câu nói thông thường mà giống người Nhật nhất. Để sang bên đấy khi mà bọn em giao tiếp hay người Nhật nói lại thì bọn em cũng hiểu. Chứ bọn em không có phải chỉ học theo trong sách. Ngay cả các cái ngữ điệu phát âm cũng phải giống người Nhật nhất. Học tiếng Nhật và yêu cầu tiếng Nhật đến trình độ N3. Có nghĩa là bọn em sang bên đấy phải giao tiếp và phải hiểu được các cái bệnh viện ở bên Nhật về phỏng vấn. Bệnh viện nào cảm thấy bạn nào có cái tố chất hoặc là phù hợp với bệnh viện đấy thì người ta sẽ chọn. Và trong quá trình mà được chọn rồi họ vẫn tiếp tục liên hệ, vẫn tiếp tục gọi điện nói chuyện và trao đổi xem là cái bạn đấy có gì lo lắng hay không, có mong muốn gì ở bên bệnh viện hay không. Nên là cái tâm lý mà lo sợ khi mà sang bên bệnh viện làm hay sang bên nước Nhật làm là bọn em không có lo lắng gì cả. Chương trình hợp tác này kéo dài trong 10 năm, từ năm 2017 đến năm 2027. Về phía Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản đã đầu tư kinh phí ban đầu khoảng 400 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ cho chương trình học. Cái thời gian hơn 1 năm về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì đến giờ này thì từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh rồi tới miền Tây dưới Bạc Liêu cũng có các em tham gia. Đấy. Thì người ta cũng nhìn thấy là gì? Thời gian đi chậm hơn so với các công ty xuất khẩu. Nhưng mà các em chậm đây là cái gì? Là các em để học, để gì? Có những cái kiến thức để làm việc. Sang kia chỉ rèn kỹ năng và nâng cao trình độ. Trong những năm tới chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh. Thì hiện nay kể cả trong cái lĩnh vực sức khỏe thì đơn vị Nhật Nghiệp đoàn Thương mại, người ta cũng hỗ trợ kể cả trang thiết bị đó để nó giống sang kia các em nó thực hiện, thực hành như thế. Nó không bị bỡ ngỡ. Và chuyên gia huấn luyện cái cách thao tác chăm sóc người này nào. Thì đấy là cái rèn kỹ năng. Nếu đủ điều kiện về sức khỏe, trong quá trình học tập đủ chịu khó học tập rèn kỹ năng và đạt được cái ngoại ngữ, các em hầu như 100% làm việc. Những ngành khác thì ở đây như ví dụ kế toán hay công nghệ thông tin thì các em cơ bản là cũng có việc làm, nhưng mà để được cái việc làm như mong muốn biết trước thì hiện nay chưa có. Thì bây giờ cũng chủ yếu là một là chỉ cho các em khởi nghiệp. Có thể là kinh doanh bây giờ thì phiên bản 4.0 thôi. Kinh doanh nó không phải là phải có một cái văn phòng to ùn nữa. Cơ bản chúng ta có công nghệ hay không? Có kỹ năng đó hay không? Có hiểu về nó hay không để làm? Đấy. Còn những cái lao động mà nó đòi hỏi đến cái tay nghề kỹ năng mà máy móc chưa thay thế được thì phải cần rèn đào tạo cho những cái thế trẻ phải thực sự có kỹ năng, có lương tâm nghề nghiệp để đáp ứng được cái nhu cầu đó. Là một trường tư thục đào tạo nghề còn trẻ với 10 năm hoạt động, thế nhưng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt đã đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác bằng các chương trình liên kết với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho sinh viên khi ra trường có việc làm ổn định, hiệu quả là điều đáng trân trọng. Mong rằng các chương trình liên kết với Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba sẽ giúp các thực tập sinh đã qua đào tạo nghề làm việc tại Nhật Bản mang lại hiệu quả tốt nhất. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Chiều ngày 25 tháng 10, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh. Trong thời gian 2 ngày, cán bộ Hội tham gia được truyền đạt những nội dung liên quan đến nghị quyết đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Các hướng dẫn thi hành điều lệ hội, vấn đề thu nộp sử dụng hội phí, việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, công tác tư tưởng, phương pháp tuyên truyền miệng. Ngoài ra, cán bộ cựu chiến binh còn được quán triệt một số vấn đề về công tác xây dựng đảng, mô hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình tập huấn để cán bộ cựu chiến binh trong toàn khối doanh nghiệp nắm vững nội dung, qua đó dần vào thực tiễn hoạt động công tác, kịp thời tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn bộ khối.
nhằm để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người kinh doanh sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền, tuân thủ về các quy định trong vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Sáng 25 tháng 10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn với chuyên đề An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền của 6 huyện, thành phố gồm Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt, Đức Trọng và Đam Rông. Theo đó, các cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền đã được tìm hiểu các nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, các quy định về xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, v.v. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và 20 cơ sở sản xuất nước đá dùng liền đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất. Sáng ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn bảo tồn phát triển các môn thể thao và trò chơi dân gian tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Cho các học viên đến từ thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương và Đam Rông. Trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 10, 50 học viên là trưởng thôn, bí thư, phó bí thư đoàn xã sẽ được hướng dẫn về nội dung luật, phương pháp trọng tài bắn nỏ và bắn ná, hướng dẫn cách làm nỏ và ná, cũng như cách thức tổ chức các trò chơi dân gian là nhảy sạp và giã gạo. Qua lớp tập huấn này, nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm những kiến thức và kỹ năng trong việc tổ chức các môn thể thao dân tộc, từ đó góp phần vào việc bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở thôn, làng, bản. Sáng ngày 25 tháng 10, chi nhánh Viettel Lâm Đồng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng tổ chức trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Đà Quyên. Đây là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đức Trọng, với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được biết, chương trình Vì Em Hiếu Học là hoạt động thiết thực được thực hiện từ năm 2014, theo cam kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhằm thu hút kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân, qua đó chia sẻ bớt những khó khăn đối với trẻ em nghèo tại xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn trên toàn quốc, giúp các em có thêm điều kiện để trang trải các chi phí trong học tập. Trước đó, hôm qua, 24 tháng 10, chi nhánh Viettel Lâm Đồng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã trao 30 suất học bổng Vì Em Hiếu Học cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Lạc Dương. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều ngày 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Võ Văn Lý, sinh năm 1996 về tội giết người, và bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1983 về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai bị cáo đều trú tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại quán nhậu Lê Vinh, số 2C Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt, trong lúc uống rượu, thì giữa Võ Văn Lý và Đặng Hoàng Minh Hưng, Nguyễn Tuấn Hùng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau, dẫn đến hai bên rượt đuổi đánh nhau tại quán nhậu. Hưng và Hùng đã dùng tay chân đánh Lý. Do bị đánh, Lý đã chạy ra xe của mình để lấy một con dao tự chế và chạy vào chém 7 nhát vào người anh Hưng. Trong đó 3 nhát trúng vào đầu làm chấn thương sọ não, còn 4 nhát vào chân tay làm đứt gân khuỷu tay. Sau khi gây án, Lý đã bỏ trốn, còn Hưng được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Hậu quả, anh Hưng bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 49%. Hành vi của Lý đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác và gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lý 8 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 86 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng 12 tháng tù treo và thử thách 24 tháng. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay. Chính phủ ban hành quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế. Trung Quốc có bệnh nhân nhiễm virus Zika đầu tiên.
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng được quy định như sau. Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ công chức viên chức. Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không, vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Bằng 4,5% tiền lương, tiền trợ cấp đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người lao động trước khi nghỉ thai sản, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và các đối tượng khác. Ngành du lịch Đà Nẵng đang phát triển với tốc độ khá nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nguồn lao động phục vụ du lịch, nhất là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên hiện nay Đà Nẵng đang thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là những người lao động có trình độ, kỹ năng, tay nghề cao. Có trong tay tấm bằng cao đẳng chuyên ngành nhà hàng khách sạn, nhưng anh Thông cũng phải mất gần 3 năm mới được đứng ở vị trí trợ lý nhà hàng như hiện nay. Đó là quá trình dài tự hoàn thiện nghiệp vụ và kỹ năng mềm cần thiết. Trong nhà trường thì nó chỉ là cơ bản. Thì ra trường thì khi mà thực tập thì được các anh chị em trong bộ phận nhà hàng cũng phải là training thêm về những cái kiến thức khác. Khoảng cách giữa lý thuyết đào tạo với yêu cầu thực tế của nghề nghiệp là một trong những lý do chính khiến những người như anh Thông phải tốn nhiều thời gian để có thể đảm đương được công việc theo đúng chuyên ngành của mình. Trong khi hệ thống các resort, khách sạn, nhà hàng ở Đà Nẵng đang gia tăng nhanh chóng, thì nguồn nhân lực du lịch lại chưa theo kịp cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay các trường chuyên dạy về quản trị khách sạn, nhà hàng và lưu trú thì hầu hết là theo cái phiên bản của các cái chương trình của EU, VTLS hoặc là của Luxembourg hoặc của là Singapore hoặc là Thụy Sĩ. Thì tôi thấy rằng là nó chỉ đáp ứng cho cái phần của châu Âu và Bắc Mỹ thôi. Còn phục vụ cho cái phân khúc khách của Đông Bắc Á này là hầu như chúng ta chưa có. Cái nhân lực mà ở tầm nhân viên thì có thể là doanh nghiệp người ta huấn luyện tại chỗ. Nhưng mà hiện nay mà cái thiếu trầm trọng nhất mà giành giật nhau giữa các doanh nghiệp đó là cái hàng ngũ cấp trưởng bộ phận, trưởng lễ tân, trưởng buồng, trưởng bàn và cái hàng và dưới một tí là các cái sub, các cái tổ trưởng. Tình trạng nhảy việc trong lĩnh vực này cũng diễn ra khá phổ biến. Sự bất ổn định đó cũng là một trở ngại lớn cho ngành dịch vụ du lịch khi muốn hướng đến sự chuyên nghiệp. Một số nhân viên khi mình vào làm thì có làm được một vài tháng thôi, sau đó các bạn lại sẽ nhảy đi trên những nơi khác. Và đó, điều đó cũng là làm ảnh hưởng tới cái tình hình mà tuyển dụng của khách sạn. Phần lớn các sinh viên phải nói là thường hay lắng nghe bố mẹ của mình mà đôi khi không biết là mình thực sự phù hợp với ngành nào. Thành ra chúng tôi đã quán triệt cái điều này là ngay từ năm 1 vào các em đã được học một cái khóa là hướng nghiệp. Và chúng tôi giới thiệu cho các em biết rõ cái ngành nghề mình học ra sẽ làm những cái gì, cần phải nắm những cái kỹ năng gì. Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 đón từ 9 triệu đến 9 triệu rưỡi khách du lịch, trong đó có 3 đến 3 triệu rưỡi khách quốc tế. Với đà tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu đó là hoàn toàn khả thi. Nhưng để phục vụ lượng khách lớn ấy, điểm đến cần có sự chuẩn bị chu đáo về sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ và tiên quyết vẫn là cung ứng đủ nguồn lao động du lịch chuyên nghiệp và giàu kỹ năng. Thông tin một số nhà vườn ở miền Tây tiêm thuốc cho cây cam quýt được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người tiêu dùng hết sức lo lắng. Tâm lý e ngại, sợ hãi cộng với thời điểm này đang mùa thu hoạch rộ đã làm cho cam quýt rớt giá thê thảm. Dạo quanh các chợ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa trong những ngày này, không có bắt gặp những sạp cam quýt được bán tràn lan. 10.000 đồng một ký cam, 8.000 đồng một ký quýt, giá khá rẻ, nhiều người mua, nhưng cũng có không ít người băn khoăn về chất lượng, nhất là sau khi hình ảnh tiêm thuốc vào cây cam, quýt đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khi đó, tại chợ Gia Nghĩa, tiểu thương chủ yếu bán cam quýt miền Tây do giá rẻ, quả đẹp và ngọt hơn được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn gốc thì không thể biết được. Thì gì miền Tây họ trong ở dưới mình đâu có biết đâu. Chỉ gọi là mình kêu là nhà vườn họ đóng thẳng vô lên thôi. Hay cái mặt cam nó xấu. Còn là mà thì dù vô đồ mũi á, là mình mua đồ mũi về là mặt cam nó có xử lý thuốc rồi nó đẹp. Thì là như vậy. Mà khi nào mà mình kêu nhà vườn không có thì mình mua của đồ mũi Sài Gòn.
Còn không thôi là mình mua đồ mới thì còn đã đắt hơn rồi, mua xử lý thuộc nữa. Xử lý cho bóng cho đẹp á, để mà dễ bán. Quýt với cam này là mà lấy gì miếng tây lên, cho nên mình hay mua ở đây. Ta thấy bảo đảm chất lượng, nên mình hay mua ở đây. Ngọt, ngon. Trước thông tin cam quýt miền Tây bị tiêm thuốc thì nhiều người tìm mua cam quýt Đắk Nông. Tại sạp trái cây của bà Đặng Thị Việt ở chợ Gia Nghĩa, những quả cam quýt dù không đẹp nhưng được nhiều người lựa chọn. Hiện mỗi ngày bà Việt bán từ 6 đến 7 tạ cam quýt. Cái quýt này nè, là nó bóng và nó đẹp là lý do là người ta phun thuốc nhiều. À, nó đủ thuốc thì nó bóng, nó đẹp. Còn cái thuốc này, cái vườn người ta trồng, người ta lại sợ thuốc, người ta không có phun. Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều khiến dịch bệnh trên cây trồng nhiều hơn, đặc biệt là cây ăn quả. Những vườn cây ăn quả được xịt thuốc trắng hay tiêm thuốc vào thân cây cam, quýt để trị bệnh đã khiến người tiêu dùng mất lòng tin. Không chỉ là diệt cho nó hết cái bệnh này hay là cho nó hết cái loại dịch hại này, nhưng mà nó còn liên quan tới cái việc là cái chất lượng sản phẩm, an toàn sản phẩm. Mình làm cho nông nghiệp mà. Là sản phẩm tiêu dùng là trực tiếp vào mồm. Mà nếu mà không cẩn thận cái việc này thì trước tiên là cái người sử dụng đó là đã bị ảnh hưởng sức khỏe. Rồi người tiêu dùng, cái người ăn trực tiếp những cái sản phẩm này sẽ bị ảnh hưởng rất rất là nặng, có thể ngộ độc, có thể gây chết người. Và đặc biệt nữa là chúng ta làm sản phẩm nông nghiệp ra không phải để tiêu dùng tại chỗ hết, mà phải xuất, phải là bán đi từ tỉnh này qua tỉnh khác và xuất từ Việt Nam đi các nước. Sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm là điều nông dân cần coi trọng để trái cây có chỗ đứng trên thị trường, tránh tình trạng rớt giá thê thảm do mất lòng tin của người tiêu dùng về quy trình sản xuất bẩn. Tin quốc tế, Hải quan Trung Quốc thông báo đã phát hiện một người đàn ông bị nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch từ Maldives trở về. Đây là ca nhiễm virus Zika đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc trong năm nay. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc GAC, bệnh nhân trên có những triệu chứng gồm sốt và phát ban khi về đến sân bay quốc tế Bạch Vân ở phía nam tỉnh Quảng Đông. Bệnh nhân này đã được kiểm tra y tế và sau đó nhận được kết quả dương tính với virus Zika 2 ngày sau đó. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly tại một bệnh viện địa phương. Thông báo của GAC cũng kêu gọi người dân tự bảo vệ tránh bị nhiễm virus Zika khi đi du lịch nước ngoài, cũng như kịp thời báo cáo nếu phát hiện trường hợp biểu hiện những triệu chứng điển hình khi nhiễm virus Zika. Cơ quan này cũng cam kết sẽ đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh. Trong năm 2016 và 2017, Trung Quốc đã ghi nhận 26 trường hợp nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch về. Liên quan tới các quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Iran, hôm qua một số nguồn tin ngoại giao cho biết cơ chế mới của EU nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Iran sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 tới, trùng với thời điểm Mỹ lên kế hoạch áp đặt gói các biện pháp trừng phạt thứ hai đối với Tehran. Cơ chế này được gọi là phương tiện phục vụ mục đích đặc biệt, được xây dựng nhằm tránh những biện pháp trừng phạt và sẽ hoạt động như một hệ thống trao đổi hàng hóa. Theo đánh giá từ EU, cơ chế này không đủ khả năng bảo toàn tất cả các hoạt động thương mại, nhưng sẽ cho phép một số sáng kiến khác của liên minh này được triển khai nhằm bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran. Thời gian qua, những nỗ lực của châu Âu đã được phía Iran ghi nhận và đánh giá cao. Giới chức Tehran hy vọng cơ chế đặc biệt này cùng với những cam kết hợp tác của EU sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực từ những biện pháp trừng phạt sắp tới của Mỹ. Đừng thay đổi phụ nữ, hãy thay đổi thế giới. Đây là chủ đề của Ngày Phụ Nữ Nghỉ Việc năm nay tại Iceland. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn phái yếu nhằm đòi quyền được trả lương một cách công bằng. Đây là lần thứ 5 một sự kiện như vậy được tổ chức kể từ năm 1975. Phụ nữ Iceland đã gác lại mọi công việc để tham gia cuộc tuần hành nhằm nâng cao nhận thức sự khác nhau giữa hai giới về lực lượng lao động và nơi làm việc, cũng như tham gia vào cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng. Đơn vị tổ chức sự kiện nhận định, với những thay đổi trong thời gian qua, phải tới năm 2047, phụ nữ ở Iceland mới được trả lương bằng mức của nam giới. Theo thống kê, tổng mức lương trung bình trả theo giờ của phụ nữ Iceland trong năm 2016 thấp hơn của nam giới tới 16,3%. Với nhiều trường hợp, dù có bằng cấp và làm công việc tương tự, song phụ nữ Iceland chỉ nhận được mức lương trung bình khoảng 74% so với nam giới.
Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người dân châu Âu hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm tiếng ồn. Trong đó, nguồn gây ô nhiễm chính là ngành giao thông đường bộ. Theo thống kê, có khoảng 100 triệu người tại châu Âu bị phơi nhiễm tiếng ồn từ giao thông đường bộ trên 55 decibel. Trong số đó có 32 triệu người phải chịu mức độ ồn rất cao trên 65 decibel. Đường sắt là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn thứ hai, với 19 triệu người phải tiếp xúc với cường độ tiếng ồn trên mức cho phép. Tiếng ồn từ máy bay là nguồn gây ô nhiễm thứ ba, với hơn 4,1 triệu người xung quanh các sân bay bị ảnh hưởng. Tiếp theo là tiếng ồn công nghiệp trong khu vực đô thị, với khoảng 1 triệu người. Cũng theo WHO, tiếng ồn từ giao thông đường bộ là tác nhân gây căng thẳng nghiêm trọng lớn thứ hai ở châu Âu, chỉ đứng sau ô nhiễm không khí, từ đó dẫn đến các bệnh về tim mạch, suy giảm nhận thức, rối loạn giấc ngủ, cao huyết áp và gây tử vong sớm. Bao giờ thì trẻ em huyện Đức Trọng có một sân chơi đúng nghĩa là thông tin cuối trong bản tin thời sự tối nay. Với 21 loại trò chơi dành cho thiếu nhi và được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, nhưng sau khi huyện Đức Trọng quyết định chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng của các hộ kinh doanh tại công viên Kim Đồng, tại thị trấn Liên Nghĩa, thì hiện nay nhiều em nhỏ ở địa phương đang thiếu những khu vui chơi an toàn và tập trung. Mặc dù đã bố trí quỹ đất tại trung tâm văn hóa để cho các hộ kinh doanh thuê lại và giao cho trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện làm chủ đầu tư, nhưng hiện nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Bao giờ thì trẻ em nơi đây được có một sân chơi đúng nghĩa? Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Cứ vào thứ bảy hàng tuần, em Lò Ngọc Như Ý, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng lại đến công viên Kim Đồng, thị trấn Liên Nghĩa để vui chơi. Đây là sân chơi quen thuộc, ưa thích của em, bởi có nhiều trò chơi, là khu biệt lập và an toàn cho mình và các bạn. Mặt khác, đây cũng là khu vui chơi duy nhất được đầu tư bài bản theo hình thức xã hội hóa của huyện Đức Trọng. Con rất thích những trò chơi ở đây và ở trong đây rất nhiều trò chơi. Vì nhà con không có nên con rất hay về đây chơi. Những trò chơi ở đây rất là đảm bảo an toàn cho các cháu. Nên là mình cho các cháu chơi ở đây rất là an tâm. Cũng mong muốn là có những cái trò, những cái khu vui chơi như vậy để các cháu được chơi. Công viên Kim Đồng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được thành lập năm 2000. Trước đây được giao cho huyện Đoàn Đức Trọng tổ chức các hoạt động cho các em thanh thiếu niên. Sau đó do nhu cầu vui chơi tăng cao, huyện Đức Trọng đã kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa và thu hút được gần 10 cá nhân doanh nghiệp tham gia với 21 loại trò chơi dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, năm 2017, để chỉnh trang công viên này trở thành công viên mở, huyện Đức Trọng quyết định thanh lý hợp đồng và thu hồi mặt bằng của các hộ kinh doanh tại đây. Công trình đô thị cũng như là ủy ban huyện sẽ đưa chúng tôi đi về đâu một chỗ nào đó thật là cụ thể. Nơi đó sẽ là có những cái cơ sở hạ tầng, rồi có một cái mặt bằng chia cho các hộ đang kinh doanh ở đây. Thì điều đó tôi thấy nó rất là hợp lý. Chứ còn bây giờ nếu để mà giải tỏa, giải phóng cho chúng tôi thì thực sự chúng tôi không biết đem những cái tài sản đi đâu bởi vì nó quá lớn. Nói chung là địa phương làm thì mình cũng ủng hộ, nhưng mà nói chung là nếu mà việc giải tỏa thì sẽ có một địa điểm tới cho mình thì mình sẽ an tâm hơn để mình tiếp tục kinh doanh. Việc thu hồi mặt bằng để cải tạo chỉnh trang công viên Kim Đồng nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị xanh sạch đẹp là chủ trương đúng đắn, nhưng thu hồi xong lại không thấy đầu tư xây dựng mới. Mặt khác, ngoài khu vực vui chơi này thì hiện nay nhiều xã trên địa bàn huyện Đức Trọng cũng đang thiếu khu vui chơi tập trung cho trẻ em. Huyện đã có thông báo kết luận là cái việc di dời tạo điều kiện cho cái hộ kinh doanh tại công viên Kim Đồng sẽ di dời vào trong cái quý 4 của năm 2018 và trong năm 2019 thì cũng sẽ giảm là 50% cái phần kinh phí thuê mặt bằng để cho các hộ kinh doanh tại cái khu vực tạm sau trung tâm văn hóa để ổn định kinh doanh. Cái việc mà thống nhất cái chủ trương di dời về vị trí mới là tại cái sau cái khu trung tâm văn hóa của huyện thì hiện nay thì trung tâm cũng đang là lập cái phương án để lập các thủ tục đầu tư cái cơ sở tầng, dự kiến là trong tháng 11 thì sẽ là triển khai đầu tư. Như vậy, theo khẳng định của lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đức Trọng thì sẽ tiến hành xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại khu vực Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện vào tháng 11 tới đây. Nhưng từ lời nói đến hành động là một khoảng cách.
mong rằng ngành chức năng của địa phương sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam về công tác tuyên truyền quảng bá tỉnh Lâm Đồng trên sóng truyền hình Việt Nam. Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng. Thầm lặng làm đẹp cho đời. Gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết. Nga nêu quan điểm về mối quan hệ với Mỹ. Phát triển phong trào yoga ở Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại văn phòng tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam về công tác tuyên truyền quảng bá tỉnh Lâm Đồng trên sóng truyền hình Việt Nam do ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và thành phố Đà Lạt. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa đã thông tin chung về công tác phối hợp thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Lâm Đồng trên sóng truyền hình Việt Nam thời gian qua. Thông qua kênh sóng của VTV đã khẳng định tiềm năng về vùng đất, con người, các thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển. Để công tác tuyên truyền hiệu quả, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của VTV tác nghiệp, kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện của tỉnh Lâm Đồng trên sóng VTV. Đặc biệt những sự kiện lớn như Festival Hoa Đà Lạt, Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng, Năm Du lịch Quốc gia 2014, quảng bá nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện tốt việc phối hợp tạo điều kiện cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng xây dựng tin phóng sự phát sóng trên VTV. Đại diện các ban của Đài Truyền hình Việt Nam và các ngành của tỉnh Lâm Đồng đã tập trung trao đổi về nâng cao chất lượng thông tin các sự kiện liên quan, xây dựng đề tài phát sóng, cách thức tổ chức thực hiện những vấn đề mang tính quảng bá lớn như phát triển du lịch, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và một số tin phóng sự, phim tài liệu hấp dẫn về Đà Lạt Lâm Đồng. Về nội dung tuyên truyền quảng bá trong thời gian tới, được hai bên thống nhất với kế hoạch đề ra. Đặc biệt từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh Lâm Đồng và Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường phối hợp quảng bá các sự kiện quan trọng của địa phương, trong đó chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công liên hoan truyền hình toàn quốc. Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng của quốc gia được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vào tháng 12 sắp tới. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa VTV và tỉnh Lâm Đồng những năm qua có mối khăng khít chặt chẽ. Đây chính là điều kiện tốt để việc tuyên truyền quảng bá cho địa phương. Nhất là hình ảnh về Đà Lạt, trung tâm chính trị, kinh tế, tiềm năng thế mạnh về văn hóa truyền thống, du lịch được thông tin kịp thời đến công chúng trong và ngoài nước. Ông Trần Bình Minh khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thông tin quảng bá hình ảnh của Lâm Đồng trên sóng VTV, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phương diện của tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm của Đài Truyền hình Việt Nam đối với công tác tuyên truyền về tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Lâm Đồng trong những năm vừa qua có sự phát triển mới, góp phần vào thành công này có sự giúp đỡ của VTV về công tác tuyên truyền thông tin. Phải khẳng định, thông qua kênh sóng VTV phản ánh, nhiều vấn đề, lĩnh vực được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành địa phương vào cuộc giải quyết cũng như xây dựng mô hình nhân rộng.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng nói riêng, không chỉ về công tác tuyên truyền mà cả đầu tư công nghệ. Đối với việc đăng cai liên hoan truyền hình toàn quốc sắp tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành tốt nhằm thực hiện quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất con người Đà Lạt Lâm Đồng đến với công chúng. Sáng ngày 26 tháng 10, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý chủ chốt của tỉnh. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, các ngành công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 52 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần của đội ngũ báo cáo viên và học viên đã thể hiện trách nhiệm, tập trung phổ biến, nghiên cứu, đảm bảo chất lượng, nội dung theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra 52 bài thu hoạch cho thấy nội dung được học viên nghiên cứu khá kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần học tập cao. Một số bài có cách phân tích theo hướng đổi mới, nội dung bám sát với thực tiễn, điều này rất bổ ích và mang tính thiết thực cao. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo quản lý chủ chốt của tỉnh cần phát huy trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương. Những nội dung được nghiên cứu cần áp dụng, gắn với việc triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Để làm được điều này, người đứng đầu phải phát huy tinh thần nêu gương, gương mẫu trong công việc. Đồng thời, sớm có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tại từng cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ, giảng viên, nắm bắt thông tin, nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển. Trong thời gian tham gia lớp học, học viên được các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp báo cáo 7 chuyên đề liên quan đến xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy, xây dựng chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động, công tác tư tưởng, lý luận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, chiến lược quốc phòng an ninh, đối ngoại. Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức. Ngày 26 tháng 10, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 đã chủ trì kết luận việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Qua thực tế kiểm tra tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đà Lạt và các cơ quan của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, khu căn cứ hậu cần kỹ thuật huyện Lạc Dương trong các ngày 25-26 tháng 10-2018, đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018, nổi bật là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đảng viên đạt 4,73%, huấn luyện giáo dục chính trị cho các đối tượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới. Các mặt hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết luận kiểm tra, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các sở ngành liên quan, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý tốt tình huống xảy ra, giữ gìn và củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Đối với công tác xây dựng lực lượng, Trung tướng Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng phải có biện pháp cụ thể tham mưu cho tỉnh phát triển lực lượng dân quân thường trực vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm các trang bị, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển chung của xã hội, chú trọng giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đẩy nhanh giải quyết các tranh chấp tồn đọng về đất quốc phòng, rà soát quản lý chặt chẽ các khu vực, trường huấn luyện, đường giao quản lý tại các địa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều hôm qua 25 tháng 10, sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung của dự thảo luật này. Cùng với các vị đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đóng góp ý kiến.
Các đại biểu của đoàn Lâm Đồng cùng với các đại biểu quốc hội khác đã đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng, tiếp cận bí mật nhà nước, quy định về tiêu chuẩn đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước, quy định cụ thể chặt chẽ hơn đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước. Liên quan đến dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước, đại biểu đoàn Lâm Đồng Nguyễn Tào đã có ý kiến góp ý tại hội trường Quốc hội. Thống nhất với tên gọi của dự án luật, đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung một số điều quy định rõ về đối tượng áp dụng của luật bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời đề nghị ban soạn thảo có rà soát kỹ lại về phạm vi bí mật nhà nước theo hướng có đối chiếu với các luật chuyên ngành và luật tiếp cận thông tin để quy định cụ thể từng lĩnh vực nội dung nào cần phải được bảo vệ bí mật nhà nước. Vì hiện nay nếu quy định ở điều 7 trên 15 lĩnh vực thì quá rộng và không kịp thời điều chỉnh thì dễ bị áp dụng một cách tùy tiện, tránh tình trạng hạn chế quyền tiếp cận thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân không đúng quy định, mâu thuẫn với quy định về dân chủ, công khai minh bạch, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng, cơ quan tổ chức cá nhân được quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan, ví dụ như luật khiếu nại tố cáo, luật quy hoạch. 2. Bản thân tôi xin bổ sung điều 7 của dự thảo luật về phạm vi bí mật nhà nước. Xin bổ sung trong lĩnh vực về luật phòng chống tham nhũng thì có một thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về việc kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác phòng chống tham nhũng. Bởi các lẽ như sau, về cơ sở pháp lý thì tới đây chúng ta sẽ thông qua luật về phòng chống tham nhũng thì tại dự thảo luật phòng chống tham nhũng ở điều 52 có quy định về cơ sở quốc gia về dữ liệu kê khai tài sản của các đối tượng phải có nghĩa vụ tài sản kê khai theo quy định của pháp luật. Rồi có quy định về việc quản lý và cung cấp thông tin của cái dữ liệu theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại điều 42 của dự thảo luật phòng chống tham nhũng. Bởi các lẽ sự tác động khi bị lọt lộ bí mật đời tư của người và gia đình, đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật. Bảo đảm cái sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người và gia đình khi cái người đó bị kẻ xấu lợi dụng. Do đó, tôi thiết nghĩ rằng pháp luật phải có các biện pháp để bảo vệ sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người và thân nhân của họ thuộc đối tượng phải kê khai. Hai là khi kẻ xấu lợi dụng những thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản thì sử dụng vào việc chống phá, gây mất đoàn kết và thông tin chống phá chế độ, v.v. Thì đây là một, tôi cho rằng đây là một lĩnh vực hết sức quan trọng và được cần sự điều chỉnh và đưa vào danh mục thuộc điều 7 thuộc phạm vi bí mật bảo vệ bí mật nhà nước. Hai là với phạm vi bí mật bảo vệ bí mật nhà nước thì với cái phạm vi điều chỉnh trên 15 lĩnh vực khác nhau quá rộng như thế thì dễ bị áp dụng tùy tiện. Do đó, theo tôi thiết nghĩ, chúng ta thiết kế lại điều 7 và điều 9 để có sự logic với nhau là thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Về các nội dung theo danh mục đã được quy định tại điều 9, thì trong điều 9 chúng ta quy định cái trình tự thủ tục ban hành cái danh mục về bảo vệ bí mật nhà nước. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho địa phương. Cùng gặp gỡ với những con người thầm lặng làm đẹp cho đời. Sáng nay, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã khai giảng năm học mới 2018-2019. Ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã đến dự. Năm học mới 2018-2019, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chào đón 229 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên hiện có của nhà trường lên gần 1.500, với các ngành học như ngành điều dưỡng, y học, ngành dược. Trong năm học vừa qua, đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã nâng cao chú trọng đổi mới chất lượng dạy và học, nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, trong khóa học 2014-2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng đạt cao, trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc chiếm 0,64%, giỏi chiếm tỷ lệ hơn 7%, khá chiếm tỷ lệ 55%. Riêng về hệ trung cấp, trong khóa học 2015-2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi chiếm hơn 60%. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong công tác đào tạo đội ngũ ngành y dược cho tỉnh nhà trong thời gian qua,
và mong muốn trong năm học mới, trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời tiếp tục liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Song song đó cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu y học để giúp sinh viên được học tập và tiếp cận với những kiến thức mới tiên tiến, qua đó để áp dụng vào công việc đạt kết quả cao sau khi tốt nghiệp ra trường. Dịp này, trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cũng đã khen thưởng cho 37 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào đoàn năm học 2017-2018. Sáng 26 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo với chủ đề xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức các tỉnh thành phố. Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ công chức viên chức giảng viên đến từ 12 tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Nam Nam Trung Bộ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thông qua 14 tham luận về một số nội dung mới trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, xác định nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng đối với các chương trình cập nhật nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, nhu cầu bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nội vụ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp sẽ làm tiền đề để cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo bồi dưỡng, từ đó xây dựng đội ngũ công chức viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sáng ngày 26 tháng 10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tổ chức hội thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Hội thi thu hút 12 đội thi đến từ 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 3 phần: thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, phần xử lý tình huống và tiểu phẩm với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức tư pháp hộ tịch, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, lồng ghép với các tiểu phẩm tình huống xảy ra trong thực tế tại các địa phương, dựa trên các tiêu chí về thời gian, kỹ năng xử lý tình huống, trả lời các câu hỏi để ban giám khảo chấm điểm xếp loại. Thông qua hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư pháp ở cơ sở, đồng thời qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Kết thúc hội thi, đội thi công chức tư pháp hộ tịch huyện Bảo Lâm đã xuất sắc giành giải nhất, nhì thuộc về thành phố Đà Lạt và huyện Đạ Oai. Đơn vị huyện Lâm Hà, Đam Sơn và Đơn Dương xếp thứ 3. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích, giải tiểu phẩm hay nhất, xử lý tình huống hay nhất và cổ viên nhiệt tình nhất. Thưa quý vị, có những con người vì cuộc sống mưu sinh, nhưng hơn hết cũng vì để giữ gìn cho môi trường được xanh sạch đẹp hơn mà họ quên đi vất vả, quên đi giờ giấc làm việc. Đó chính là những công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại các trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng ở các địa phương trong tỉnh hiện nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những công nhân đội vệ sinh môi trường trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đà Tẻ qua phóng sự sau để hiểu rõ hơn những việc làm của những con người thầm lặng. 2 giờ sáng, dưới ánh đèn đêm khuya khoắt, trong lúc mọi người đang ngon giấc, chúng tôi nhận ra được tiếng xe, tiếng chổi quét rác ở những tuyến đường. Đó là công việc của hàng trăm công nhân đội bảo vệ môi trường thuộc Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đà Tẻ. Đã nhiều năm trôi qua, dẫu biết vất vả, thức khuya, dậy sớm, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội, nên mọi người xem đó là công việc hết sức bình thường. Mấy chị em công nhân thì rác cái nhiều á, đẩy mệt lắm, quét đất như mấy thì mệt, làm để chị em làm được khoảng 5-6 năm rồi, làm giúp ích cho xã hội sạch sẽ thì mình thấy vui vẻ thôi. Như lời tâm sự của chị Huệ, đội bảo vệ môi trường thuộc Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đà Tẻ, mỗi người công nhân ở đây phải làm việc ngày đêm để thu gom, xử lý rác thải của 10 xã và thị trấn Đà Tẻ. Bình quân mỗi ngày thu gom 30 tấn rác. Với 26 con người mà thu nhập chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng một người một tháng, thì họ vất vả biết nhường nào. Bởi đây là công việc đối diện với mùi hôi, ô nhiễm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn. Cùng với bảo vệ môi trường, những công nhân ở đây còn kiêm nhiệm việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở các tuyến đường trung tâm thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ.
cảnh quan môi trường đô thị ở đây rất tốt. Theo tôi cảm nhận là đường rất là sạch sẽ, các lao công của thị trấn làm đường quét lá rất là sạch, cây xanh phát triển rất là tốt. Tôi thấy là bộ mặt của thị trấn ngày càng khang trang và phát triển. Chúng tôi là người dân, tôi rất là lấy làm vinh dự và mừng lắm. Với địa bàn trải rộng, số lượng công nhân vệ sinh môi trường không nhiều, cùng với nỗ lực của đơn vị. Trong những năm qua, để bảo vệ môi trường sinh thái, huyện Nà Tẻ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, để mọi người dân cùng chung tay thực hiện tốt công tác này, góp phần xây dựng môi trường cảnh quan ngày một xanh, sạch, đẹp hơn. Chúng là đơn vị cũng rất quan tâm về vấn đề này, cùng vận động các đồng chí cán bộ, nhân viên, nhất là những người lao động để làm tốt cái nhiệm vụ này. Với trên vai trò là thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị, thì anh em cán bộ, nhân lao động cũng rất là đoàn kết, thống nhất và giờ giấc làm việc thì cũng phù hợp để tránh thủ thu gom rác thải, không để ứng đồng ra ngoài đường để làm mất vệ sinh môi trường. Đà Tẻ hôm nay đã có nhiều đổi thay, những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa. Và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được một sức sống mới với nhiều màu xanh nơi đây. Trong sự thay đổi đó, có một phần đóng góp công sức của những công nhân đội vệ sinh môi trường, những con người đang làm những công việc hết sức thầm lặng cho xã hội. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Chiều hôm qua 25 tháng 10, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh và Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà các hội viên thành phố Đà Lạt. Đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Vàng ở đường Trương Văn Hoàng thuộc phường 9 Đà Lạt, bị bệnh nhiều năm và có hoàn cảnh rất khó khăn. Hội cũng đã đến thăm ông Huỳnh Văn Sang, 92 tuổi, tại chung cư 69 Hùng Vương thuộc phường 9 Đà Lạt, bị liệt nhiều năm nay. Đoàn đã thăm hỏi và động viên hai hội viên và mong các hội viên phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, kiên cường, vững vàng, lạc quan chiến đấu với bệnh tật, sống khỏe mạnh vui tươi. Đây là hoạt động thường xuyên của cấp hội nói chung và hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, nhằm động viên chăm lo đời sống và thắt chặt tình đoàn kết của các chiến sĩ quân nhân từng chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Chiều ngày 25 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã đến thăm và tặng quà cho cô giáo Vũ Thị Hương, sinh năm 1991, bị ung thư đại tràng, hiện đang giảng dạy tại trường mầm non Xuân Thọ thành phố Đà Lạt. Đây là một trong 230 trường hợp bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố được các đơn vị cá nhân quyên góp về vật chất để trợ giúp thường xuyên hàng tháng, với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Được biết, cuộc vận động một tổ chức, một cá nhân giúp một địa chỉ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện trong suốt 10 năm qua, hàng tháng đã giúp cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Sáng nay tại xã Trầm Hành, thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Me Cà Phê Việt Nam tổ chức hội thảo sản xuất cà phê bền vững. Hội thảo với sự tham dự của gần 100 đại biểu là bà con nông dân đang trồng cà phê tại xã Trầm Hành. Bà con nông dân đã được nghe đại diện của công ty Me Cà Phê Việt Nam giới thiệu quy trình canh tác cà phê, giải pháp thực hành nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, hướng dẫn bà con nông dân về tầm quan trọng của việc thu hoạch, chế biến cà phê trong mùa thu hoạch sắp đến, nhằm đảm bảo chất lượng năng suất. Được biết, trong những năm qua, công ty Me Cà Phê Việt Nam đã hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trong trồng, chế biến cà phê cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn Lâm Đồng, góp phần nâng cao hiệu quả của loại cây trồng này ở địa phương. Sau 3 ngày nỗ lực truy tìm thủ phạm, công an huyện Lạc Dương đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đạm Rì, huyện Đạ Oai, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 10 năm 2018, công an huyện Lạc Dương nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Phương, tạm trú tại tổ dân phố Bình C, thị trấn Lạc Dương, về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy khi dựng bên lề đường. Trong cốp xe có 30 triệu đồng tiền mặt và 7 chỉ vàng. Qua rà soát camera an ninh của các hộ dân trong khu vực và các cơ quan trên địa bàn thị trấn Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng đi ra khỏi địa bàn thành phố Đà Lạt và thông báo cho lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 25 tháng 10, sau khi xác định đối tượng khả nghi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, lực lượng chức năng ập vào bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai nghiện ma túy đá và đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 22 tháng 10, đối tượng bắt xe buýt từ Đạ Oai đến Lạc Dương. Khi đi vào khu vực tổ dân phố Bình C, thị trấn Lạc Dương, thấy có một chiếc xe máy dựng bên lề đường nên đã dùng van phá khóa trộm xe, chạy thẳng về Cát Tiên để lẩn trốn.
đối tượng chưa kịp tiêu tán tài sản thì bị bắt giữ. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin thời sự tối nay. Cần nhiều giải pháp ngăn ngừa và phòng tránh tình trạng gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết hiện nay. Nga nêu quan điểm về mối quan hệ với Mỹ. Đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận gần 2.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm trước với trên 34.000 người mắc, 7 người tử vong. Tình hình dịch có chiều hướng giảm, tuy nhiên Hà Nội vẫn là địa phương có diễn biến sốt xuất huyết phức tạp nhất trên cả nước. Cầu Giấy là một trong những quận nội thành Hà Nội có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất. Hiện 100% các phường có ca bệnh ổ dịch. Tính từ đầu năm đến nay, toàn quận có 303 ca, 46 ổ dịch. Hầu hết các phường có số bệnh nhân lũy tích là 20-30 ca. Riêng dịch Vọng Hậu, Mai Dịch có số ca mắc nhiều hơn. Bệnh nhân là sinh viên và người thuê trọ chiếm tỷ lệ lớn. Hiện nay trên địa bàn phường là có tới hơn 3.000-3.500 cái phòng trọ với 200 chủ trọ. Thế mà trong đó thì có khoảng hơn 7.000 người trọ ở đây, chủ yếu là sinh viên và người lao động. Thế và cái số lượng người này thì cái đặc điểm người ta rất là di chuyển đi nhiều nơi. Tập trung vào sinh viên của Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Báo chí Tuyên truyền. Các bạn đến đây ngày thứ 5. Lúc đấy là giai đoạn tiểu cầu đã thu rất là sâu rồi. Mũi thì chắc là cũng có ấy. Em cũng không biết là có phải bị sốt xuất huyết nữa không. Gần 10 năm công trình Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy vẫn trong quá trình thi công. Nước ứ đọng ở nhiều nơi. Những bãi đất trống, ngõ ngách, những khu nước đọng tại các công trường như thế này luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lăng quăng, bọ gậy và muỗi vằn. Vì vậy, chiến dịch phun hóa chất diện rộng phun khu vực nguy cơ cao đã được xử lý. Thì cũng đã xây dựng hơn chục năm nay rồi, nhưng mà hiện nay vẫn là chưa hoàn thành về công xây dựng. Cho nên là nó cũng có tác động ảnh hưởng đến môi trường về xung quanh rất là lớn. Có một số điểm thì nó cũng có xuất hiện một ít lăng quăng, bọ gậy thì chúng tôi đã ấy vôi bột và xử lý triệt để. Thì cũng được Sở Y tế phường và quận cũng có vào nhắc nhở. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết, quận Cầu Giấy đã phun hóa chất cho trên 45.000 lượt hộ gia đình, thực hiện vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy cho trên 300.000 lượt hộ gia đình. Đến nay trên địa bàn 288 ca đã khỏi, 15 trường hợp đang điều trị, không có bệnh nhân nặng, 37 ổ dịch đã kết thúc, còn 9 ổ dịch đang hoạt động. Thì trước đây thì tỷ lệ phun, tỷ lệ hưởng ứng rất thấp, nhưng mà từ sau năm ngoái, đặc biệt là năm ngoái thì nhận thức của người dân cũng đã tốt lên, năm nay vào cuộc quyết liệt thì bây giờ tỷ lệ phun toàn trên 90%, có những nơi phun triệt để. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, y tế cơ sở đang tích cực giám sát, phát hiện xử lý ổ dịch, đảm bảo ổ dịch được xử lý kịp thời, hạn chế số ca mắc mới, triển khai các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Những người lầm lỗi khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường có tâm lý mặc cảm, tự ti, đôi khi phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh, khiến việc tái hòa nhập cộng đồng nhiều khó khăn. Hiểu được điều đó, mô hình câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng mục đích giúp những người đã từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và đạt được những kết quả khả quan. Trở về địa phương với hai bàn tay trắng sau khi chấp hành xong án phạt tù 17 năm, với tâm lý mặc cảm tự ti, anh Ma Văn Bình đã từng có thời gian vô cùng chán nản. Được sự động viên, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương cũng như những người thân trong gia đình, gạt bỏ mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh Bình đã trồng được hơn 700 gốc cam sành và cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ khó khăn vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Mặc cảm với xã hội thì làm sao mà cảm được, mình phải tự lo bản thân mình mà. Cùng anh em mà đùm bọc lẫn nhau mà để mà sống thôi. À, Đảng ủy, Ủy ban Ủy xã, các chính quyền của huyện và của tỉnh thì đấy nó cũng rất mong muốn là làm được cái mô hình này để sau này các anh em nó lầm lỗi quay trở về thì cũng là để làm gương cho anh em sau này. Câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã Phú Lưu được thành lập với 7 thành viên là những người đã từng vi phạm pháp luật, hoạt động trên tinh thần quan tâm, tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi, xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành người lương thiện và vươn lên trong cuộc sống. Thấy chính quyền Đảng xã nhà nước là cứ thứ nhất là không bỏ mặc chúng tôi,
là đã thay lời phản đối về lại động viên chúng tôi làm kinh tế này, động viên chúng tôi là gọi là giúp đỡ anh em này. Đấy thì theo thế thì cái tinh thần của bọn tôi nó cũng rất là thoải mái, chứ không bị phân tâm vì cái tư tưởng nữa. Ý là cũng vẫn là động viên nhau bảo thôi thì mình cũng chưa giúp được nhau về vật chất, thì mình cũng giúp được tinh thần, quan trọng là tinh thần đã. Cũng mong muốn để cho những người đã về phải cộng đồng ấy, là người ta từ bỏ được cái tự ti, từ bỏ được cái mặc cảm, được sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành đoàn thể xã, rồi các ban ngành, các chi hội, tổ hội ở thôn ủng hộ, động viên, rồi san sẻ giúp đỡ về vấn đề này, để tránh cho những người đã vi phạm pháp luật mà trở về, người ta cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Với sự nỗ lực cố gắng vươn lên cùng sự giúp đỡ của các thành viên trong câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã Phù Lưu, đến nay nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã có việc làm ổn định, vượt qua mặc cảm, tích cực tu dưỡng rèn luyện bản thân, chăm chỉ lao động, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Những mô hình như câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng của xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cần được nhân rộng, giúp những người vi phạm pháp luật trở về cảm thấy mình không bị xã hội bỏ rơi. Nga tuyên bố ủng hộ một mối quan hệ bình thường với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới là công việc nội bộ của Washington. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6 tháng 11 sắp tới tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Moscow coi đây là công việc nội bộ của Washington. Nga hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ, dù là đối với Tổng thống hay cơ quan lập pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định, quan điểm của nước này là ủng hộ việc phát triển mối quan hệ bình thường, tôn trọng lẫn nhau và đầy đủ với phía Mỹ. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục căng thẳng, liên quan tới hàng loạt vấn đề như việc Tổng thống Mỹ dọa tuyên bố rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Trong diễn biến gần đây nhất, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một nữ công dân Nga tham gia một chiến dịch nhằm truyền bá những tin tức giả mạo ảnh hưởng tới cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ Mỹ vào tháng 11 tới. Giới chức ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang thêu dệt chứng cứ để áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng một số chính trị gia tại Mỹ tiến hành một chiến dịch vu khống để giành lợi thế chính trị. Ngày 6 tháng 11 tới, cử tri Mỹ sẽ bầu lại 35 trên 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, cũng như thống đốc của 39 bang và vùng lãnh thổ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về tình hình Syria. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh bốn bên gồm Đức, Pháp, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bàn về vấn đề này. Điện Élysée cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về mục đích của hội nghị thượng đỉnh bốn bên là nhằm xác nhận cơ chế ngừng bắn tại tỉnh Idlib và làm sâu sắc hơn các cuộc thảo luận liên quan đến tiến trình chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Hai bên khẳng định cùng chia sẻ các mục đích an ninh, nhân đạo và chính trị tại Syria. Ngoài ra, thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp còn nêu rõ Paris hy vọng việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Idlib sẽ mở đường cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tiếp cận khu vực này và các bên có thể sớm thống nhất thành lập một ủy ban hiến pháp chung để tổ chức phiên họp đầu tiên vào cuối năm nay tại Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị bốn bên sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ với lãnh đạo của hai quốc gia hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức và Pháp về vấn đề Syria. Diện tích canh tác sầu riêng mở rộng nhanh chóng trong vòng một năm qua tại Malaysia. Bất cứ du khách Trung Quốc nào sang Malaysia cũng tìm tới các vựa sầu riêng để thưởng thức loại quả này. Các chuyên gia dự đoán rằng sầu riêng có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất Malaysia thay thế dầu cọ. Hiện có khoảng 1.213 hecta rừng ở Hulu Sempan sẽ bị chặt bỏ để trồng sầu riêng. Trong 10 năm qua, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất loại quả này của Malaysia, với giá trị nhập khẩu tăng trung bình 26% mỗi năm. Trung Quốc cấm nhập khẩu sầu riêng nguyên quả qua đường sân bay, khiến người dân Trung Quốc săn lùng loại trái cây này ngay tại vườn. Tuy nhiên, việc chặt rừng để trồng sầu riêng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của loài hổ Malayan tại Malaysia. Không khí chuẩn bị cho lễ hội Halloween đã tràn ngập trên thế giới. Và tại Anh, các gia đình đang tìm đến các trang trại trồng bí ngô để chọn những trái to nhất để trang trí cho lễ hội hóa trang lớn nhất trong năm. Gia đình anh Charlie Ackley đã bắt đầu gieo hạt giống bí ngô từ tháng 5 để kịp cho mùa thu hoạch vào lễ hội Halloween tháng 10 này. Hiện tại đến thời điểm thu hoạch, cả trang trại rộng 22 hectare của anh Ackley đã đầy rẫy những trái bí ngô vàng ruộm, sẵn sàng cho hàng trăm gia đình tới đây để lựa chọn, phục vụ trang trí vào mùa lễ hội hóa trang Halloween.
Chúng tôi đã bắt đầu trồng bí ngô vào mùa này được 3 năm. Tôi trồng tất cả 70 loại bí ngô trên diện tích 22 hectare. Những trái bí ngô vàng ruộm là đặc trưng của mùa lễ Halloween. Từ những trái bí này, người ta sẽ đẽo gọt thành hình những chiếc đèn lồng ma quái, để nến vào trong, sau đó đem treo trước cổng. Chúng tôi thu hoạch được nhiều loại bí ngô với nhiều kích thước khác nhau, từ kích thước trung bình như bán tại các siêu thị, đến những trái bí ngô khổng lồ 30 đến 40 kg. Một trái bí ngô như vậy có thể để được trong 6 tháng. Việc đến những trang trại bí ngô để lựa chọn cho mình những vật ưng ý nhất không chỉ là hoạt động thường niên của mỗi gia đình tại Anh vào mùa Halloween, mà còn là quãng thời gian dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ. Halloween là một ngày lễ lớn trong năm. Tôi rất thích đưa các con đến trang trại lựa chọn những trái bí tuyệt vời, trang trí nhà cửa và hòa mình vào không khí lễ hội. Cháu thích nhất là súp bí ngô. Ngoài việc dùng vỏ bí ngô trang trí cho Halloween, phần ruột của những trái bí ngô cũng còn để dùng nấu súp hay để nướng. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay: sức hút và phong trào luyện tập của bộ môn yoga ở Lâm Đồng. Trong những năm gần đây, phong trào luyện tập bộ môn yoga trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp người dân tham gia, đặc biệt là các đối tượng trung và cao tuổi. Môn thể thao nào cũng đem lại cho người tập những lợi ích về sức khỏe. Do đó, cùng với nhiều bộ môn thể thao khác, bộ môn yoga hiện nay cũng là một sự lựa chọn đối với nhiều người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn hơn một năm nay, chiều nào cũng vậy, tranh thủ thời gian công việc tại gia đình, bà Sanh, 62 tuổi ở phường 3 Đà Lạt, lại tranh thủ đến trung tâm yoga Đà Lạt để tập luyện bộ môn yoga. Đối với những người lớn tuổi như bà Sanh, bộ môn yoga khá phù hợp bởi sự nhẹ nhàng trong từng động tác. Mới đầu thì tập là bệnh rất nhiều, bệnh thoái hóa cột sống cổ, rồi bệnh đau nhức xương khớp từ năm lâu rồi, năm 40 tuổi là đã đau. Xong lên tập yoga, tập khoảng qua tháng thứ 6 thì thấy người mình nó bớt dần, cho tới bây giờ thì rất là khỏe. Bằng những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển kết hợp với tâm hồn thoải mái, không chỉ riêng gì bà Sanh, hiện nay bộ môn yoga rất được đông đảo các đối tượng tham gia luyện tập. Từ già đến trẻ, nam hay nữ đều có thể tập luyện được bộ môn thể thao này. Lợi ích của yoga là rất là tốt cho sức khỏe, tức là làm cho con người mình đó, thứ nhất là về cái tinh thần á, rất là nó tạo cho cái tính dẻo dai, bền bỉ, và tính có ý chí. Như là mình cảm nhận được là cái sức khỏe của mình nó đẹp từ nó khỏe, nó đẹp từ bên trong ra, thể hiện ra bên ngoài. Đối với những môn thể thao khác thì mới đầu tập sẽ thấy dễ và sau đó nó sẽ khó. Còn riêng đối với môn yoga, mới đầu tập thì sẽ thấy khó nhưng sau đó dễ, bởi vì cơ thể mình nó sẽ thích nghi. Và sau khi thích nghi thì tất cả những cái tư thế và những cái động tác trong yoga nó trở thành dễ dàng và ai cũng có thể thực hiện được. Thì ngoài cái việc nó tác động lên cơ bắp, nó làm cho cơ thể mình linh hoạt, thì nó còn tác động lên tinh thần và nó làm cho tinh thần mình mạnh mẽ, tránh được stress. Xuất phát từ Ấn Độ, yoga là một bộ môn rèn luyện về tâm và cơ thể, giúp người tập có sự hòa hợp giữa cơ thể và tự nhiên. Việc luyện tập bộ môn yoga thường xuyên sẽ giúp cơ thể phát triển một cách toàn diện, cân đối, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp, bảo vệ cuộc sống, làm xương chắc khỏe, đặc biệt là giúp máu lưu thông tốt hơn và tăng cường hệ miễn dịch, chống lại một số bệnh về xương khớp, thoái hóa cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển được gần 30 câu lạc bộ với trên 3.000 người tham gia tập luyện. Cái môn yoga thực ra nó là một cái môn khoa học, nghiên cứu tất cả những cái vấn đề liên quan đến cơ thể con người và cái sự hòa nhập giữa cơ thể con người với lại cái môi trường xung quanh chúng ta. Từ nam và nữ, từ trẻ cho đến lớn, không có phân biệt tuổi tác hay là giới tính, tất cả mọi người đều có thể tập luyện cái môn này. Mà chúng tôi đang củng cố dần cái phong trào tập luyện trên toàn tỉnh và
Sắp tới thì chúng tôi cũng có một số những cái định hướng liên quan đến yoga. Ví dụ như là chúng tôi sẽ đưa cái phong trào này phát triển mạnh hơn ở dạng là biểu diễn, hoặc là chúng tôi sẽ tổ chức những cái đợt thi đấu. Và sau đó là chúng ta sẽ nâng cao, tiếp tục nâng cao những cái trình độ chuyên môn tay nghề của những người làm hướng dẫn viên, huấn luyện viên trên địa bàn tỉnh, và từ đó có thể giao lưu và tiếp cận ra bên ngoài, và mình sẽ nâng cao cái trình độ của mình. Môn thể thao nào cũng mang lại cho người tập sức khỏe. Yoga cũng vậy. Trong xu thế vận động và phát triển của xã hội như hiện nay, thì bộ môn này cũng là một sự lựa chọn phù hợp và thiết thực cho tất cả mọi người, với mục tiêu cao nhất là đem lại lợi ích về sức khỏe cho bản thân, góp phần nâng tầm giá trị cuộc sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.